Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 21. Đoan Mộc Hành Thiên gật đầu, tà cổ của lão ma đầu Liên Thành rất lợi hại, đám sâu nhỏ màu đỏ kia có thể bay, bò, dính vào người sẽ chui vào trong thất khiếu, không chế cũng sẽ trọng thương. Cũng may nhà Đoan Mộc có hoa cổ tán, cháu mau xịt lên người, sâu bọ sẽ không dám lại gần. Ông ấy nói xong lập tức đưa cho anh một bình sứ nhỏ. Thật ra Dương Bách Xuyên có chân hỏa, không sợ mấy con sâu độc này nhưng anh không từ chối ý tốt của Đoan Mộc Hành Thiên, nói cảm ơn rồi mở nắp bình phun lên trên người. Đúng lúc này, xung quanh bốn người đã rậm rạp sâu độc màu đỏ, những con sâu độc này cách bọn họ 3 mét thì dừng lại không tiến lên nữa, chỉ bao vây lại. Hàng vạn con sâu độc này rậm rạp chằng chịt, nhìn qua đã khiến da đầu người ta run lên. Cũng may bốn người bọn họ đều có hoa cổ tán trong tay, cũng là cao thủ ám kình tầng 9 nên không sợ mấy. Có lẽ đám sâu độc này chí mạng đối với cổ võ giả cấp thấp nhưng lại không có bao nhiêu uy hiếp với cổ võ giả ám kình tầng 9. Bởi vì nội lực của mỗi cổ võ giả ám kình tầng 9 đều rất mạnh mẽ, chỉ cần dựa vào đó đã có thể chống lại. Mấy con sâu độc này không đến gần chỉ vây quanh bọn họ, rõ ràng đang chờ mệnh lệnh của chủ nhân. Quả nhiên! Ngay sau đó, trên đại thụ mà Đoan Mộc Hành Thiên đang nhìn chằm chằm vào xuất hiện một ông già tóc thắt bím, một đầu tóc bạc nhìn qua còn già hơn cả Đoan Mộc Hành Thiên. Trong suy nghĩ của Dương Bách Xuyên, ông già này chính là lão ma đầu Liên Thành Hải Bằng trong miệng của Đoan Mộc Hành Thiên. Khặc khặc, Đoan Mộc Hành Thiên, ông đang chạy hả, tại sao lại không chạy nữa? Liên Thành Hải Bằng đứng trên cành cây, âm trầm cười nói. Lồng ngực Đoan Mộc Hành Thiên phập phồng. Lau vết máu ở khóe miệng, nội thương nặng thêm, nhìn đối phương nói, Liên Thành Hải Bằng, e rằng hôm nay sẽ theo ý ông rồi, thế nhưng muốn giết Đoan Mộc Hành Thiên tôi cũng không đơn giản như vậy. N oán giữa tôi và ông không liên quan gì đến đứa trẻ bên cạnh, nếu ông thả nó đi, tôi cho Liên Thành Hải Bằng ông một câu trả lời, thế nào? Liên Thành Hải Bằng điên cuồng cười lớn, mười mấy giây sau mới ngừng lại, Đoan Mộc Hành Thiên, ông đang cầu xin tôi đấy à? Đoan Mộc Hành Thiên gằn giọng, Liên Thành Hải Bằng, ông. Trong lòng ông ấy vô cùng tức giận nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống, được thôi, tôi cầu xin ông. Ha ha ha, thật thú vị, xem ra đứa nhỏ này có liên quan đến ông nhỉ. Chẳng qua hôm nay ông có cầu xin cũng không được, lão phu tới đây chính vì thằng nhóc kia, làm ngư ông đắc lợi giết Đoan Mộc Hành Thiên ông chỉ là tiện tay mà thôi. Liên Thành Hải Bằng nói xong lập tức cười ha ha. Dương Bách Xuyên chính là cái tên đứng đầu trong danh sách bị đuổi giết của sát thủ Xương Hoa Trung Quốc, một thân một mình diệt sạch phân khu Tây Bắc của tổ chức, thật thú vị. Không nghĩ tới cậu ta lại xuất hiện trong địa bàn của lão phu này, đầu của thằng nhóc này rất có giá trị. Tôi nghe Trần Bách Vạn nói trên người của cậu ta có phương pháp luyện chế đan bồi nguyên, nếu cậu có thể nộp cho lão phu, nói không chừng hôm nay tâm tình của lão phu tốt, tha cho cậu cũng không phải không thể, thế nào? Trước đó Dương Bách Xuyên đã nghe Đoan Mộc Hành Thiên nhắc đến Liên Thành Hải Bằng là cung phụng của tổ chức sát thủ Hoa Xương. Ông ta có thể nhận ra anh cũng không có gì kỳ lạ, anh cười nói với ông ta, bím tóc, nếu ông có năng lực thì đến cướp đi, tôi không chỉ có đan bồi nguyên mà còn có rất nhiều phương pháp luyện chế đan dược khác. Dứt lời, trong tay Dương Bách Xuyên xuất hiện 3 viên đan bồi nguyên, đưa cho Đoan Mộc Hành Thiên, tiền bối Đoan Mộc, 3 người ăn đi, có thể chữa trị nội thương. 3 người Đoan Mộc Hành Thiên nhìn đan bồi nguyên trong tay Dương Bách Xuyên, hai mắt lập tức sáng lên. Đặc biệt là Đoan Mộc Hành Thiên, ánh mắt nhìn Dương Bách Xuyên tràn đầy vẻ hiền từ và vui mừng. Hai người Đoan Mộc Lôi nhìn đan dược trong tay Dương Bách Xuyên, rồi lại nhìn sang Đoan Mộc Hành Thiên, gia chủ không lên tiếng, hai người bọn họ không dám tùy tiện. Đoan Mộc Hành Thiên gật đầu với hai người họ, ý bảo hai người nhận đan dược Dương Bách Xuyên đưa. Dù sao hai người cũng bị thương trong trận chiến trước đó. Hiện tại mọi người đang phải đối đầu với Liên Thành Hải Bằng, đan dược chữa thương của Dương Bách Xuyên rất quan trọng. Cảm ơn ngài Dương. Hai người Đoan Mộc Lôi nói cảm ơn rồi nhận lấy viên đan dược, trực tiếp nuốt xuống bụng, không sợ đan dược có độc. Bọn họ đều là cao thủ trong cổ võ giả, chỉ cần ngửi mùi hương tỏa ra từ viên đan đã biết là thứ tốt. Đoan Mộc Hành Thiên nhận lấy đan dược từ tay Dương Bách Xuyên. Nuốt xuống rồi cười lớn, tốt, tốt, tốt. Ông ấy nói liên tục 3 từ tốt, giọng điệu tràn đầy vui mừng. Ngay sau đó, sắc mặt ông ấy lập tức trở nên nghiêm túc, dặn Đoan Mộc Lôi, A Lôi, A Văn, bảo vệ cậu chủ rời đi,
đừng để nó gặp chuyện không may, nhờ hai người. Những lời này của Đoan Mộc Hành Thiên đầy vẻ trịnh trọng. Nói xong, ông ấy nhìn sang Dương Bách Xuyên, đứa trẻ này, mau đi nhanh đi, đừng trách mẹ cháu, năm đó mẹ cháu cũng không muốn rời khỏi hai anh em cháu, ông là ông ngoại của cháu, A Lôi sẽ nói cho cháu biết chi tiết chuyện này. Cậu chủ, chúng ta đi thôi, Đoan Mộc Lôi nói với Dương Bách Xuyên. Lúc này, cổ kiếm trong tay Đoan Mộc Hành Thiên đột nhiên vung lên đánh vào sau lưng anh, một luồng gió mạnh mẽ thổi bay đám sâu độc dưới đất, tạo thành một con đường chọc xuyên qua vòng tròn sâu độc. Từ lúc nghe thấy Đoan Mộc Hành Thiên nói chuyện, đầu óc Dương Bách Xuyên ầm một tiếng rồi trở nên trống rỗng, không ngừng vang vọng lời của ông ấy, đừng trách mẹ cháu, ông là ông ngoại của cháu. Mục đích anh đến miền Nam đúng là vì tin tức của mẹ, phách lối vung tiền thu hút sự chú ý của nhà Đoan Mộc cũng vì nguyên nhân này. Sau đó bị đám cao thủ thần đồ lão quỷ bao vây chặn cướp, Đoan Mộc Hành Thiên chạy đến giải vây, thậm chí ông ấy không tiếc bỏ ra một cái giá thật lớn. Giờ thì anh đã hiểu hết rồi. Ông ấy là ông ngoại của mình. Tuy rằng lúc nãy Đoan Mộc Hành Thiên không nói nhiều nhưng Dương Bách Xuyên vẫn hiểu, có lẽ năm đó mẹ anh bỏ rơi anh và em gái còn có một ẩn tình khác. Giây phút này, không hiểu sao trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy chua xót không thể tả được, đầu óc quay cuồng. Hận ý đối với mẹ mình, ngay sau khi Đoan Mộc Hành Thiên nói là ông ngoại anh, còn quyết định để Đoan Mộc Lôi và Đoan Mộc Văn bảo vệ anh rời đi đã vô thức tan biến rồi. Cổ tay Dương Bách Xuyên bị Đoan Mộc Lôi nắm lấy, ngơ ngác đi theo ông ta ra khỏi vòng vây của sâu độc, điên cuồng chạy dọc theo con đường do nhát kiếm của Đoan Mộc Hành Thiên mở ra. Bên tai anh cứ vang lên âm thanh chém giết giữa ông mình Đoan Mộc Hành Thiên và Liên Thành Hải Bằng. Ha ha ha, lão già Đoan Mộc, không ngờ Dương Bách Xuyên lại là cháu ngoại của ông. Hừ, hôm nay lão phu lại càng muốn giữ cậu ta lại, người đâu, ra tay. Liên Thành Hải Bằng cười to ra lệnh. Trong nháy mắt, ba người Dương Bách Xuyên, Đoan Mộc Lôi và Đoan Mộc Văn đang chạy như điên lập tức dừng lại. A Văn, ông đưa cậu chủ đi, tôi sẽ ở lại giữ chân bọn họ. Đoan Mộc Lôi gầm lên, xông ra trước chặn 6-7 người lại. Được, ông cẩn thận một chút, tính cách Đoan Mộc Văn trầm mặc, chỉ nói một câu với Dương Bách Xuyên, cậu chủ nhỏ, chúng ta đi thôi. Vừa nói vừa nắm lấy tay của Dương Bách Xuyên. Ngay lúc này, anh bỗng nhiên tỉnh lại. Né khỏi tay của ông ấy, cháu sẽ không đi. Một câu nói đơn giản, trong ánh mắt Dương Bách Xuyên lại đầy kiên định, quay đầu nhìn thoáng qua ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên đang đánh nhau với Liên Thành Hải Bằng. Đúng vậy, rời đi không phải tính cách của Dương Bách Xuyên anh, vừa rồi anh quá khiếp sợ nên chưa lấy lại tinh thần đã bị Đoan Mộc Lôi kéo đi một đoạn, hiện tại anh sẽ không rời đi. Hơn nữa, người ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên mà anh chưa từng gặp mặt có thể vì anh mà liều mạng. Chẳng lẽ Dương Bách Xuyên anh thì không thể? Anh đường đường là tu chân giả, chẳng lẽ lại đi sợ cổ võ giả? Quả thật Liên Thành Hải Bằng rất lợi hại, nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên, tu vi của ông ta vẫn chỉ dừng lại ở ám kình tầng 9 đỉnh phong mà thôi. Theo lời ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên, sự lợi hại của Liên Thành Hải Bằng không phải ở công lực của ông ta mà là độc công tà thuật, có thể điều khiển sâu độc của đối phương. Thế nhưng những thứ này lại chẳng là gì đối với Dương Bách Xuyên, có chân nguyên ly hỏa trong, chẳng lẽ anh lại sợ đám sâu độc nho nhỏ này? Hiện tại cho dù muốn đi cũng không đi được, 6 cổ võ giả xuất hiện trước mặt ba người bọn họ đều là cao thủ ám kình tầng 9. Dương Bách Xuyên rất ngạc nhiên, rõ ràng những người này là tay sai Liên Thành Hải Bằng gọi ra để cản đường bọn họ, không nghĩ tới ông ta không chỉ có thực lực cường đại mà thế lực sau lưng cũng không thể xem thường. Nghe xong những lời của Dương Bách Xuyên, ánh mắt của Đoan Mộc Văn lóe lên, hơi thưởng thức anh. Thật ra ông ấy và Đoan Mộc Lôi cũng chỉ nghe gia chủ nói Dương Bách Xuyên là cháu ngoại mình trên đường đi mà thôi. Đối với hành động liều chết bảo vệ anh khiến cho đệ tử nhà Đoan Mộc bỏ mạng của gia chủ, ngoài miệng Đoan Mộc Văn không nói gì nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giờ phút này. Ông ấy nghe Dương Bách Xuyên nói không đi, xem ra là muốn ở lại chiến đấu cùng nhau, sự oán giận của Đoan Mộc Văn đối với anh đã tiêu tan một chút. Lúc này, Đoan Mộc Lôi phía trước bỗng thét chói tai, Dương Bách Xuyên vội vàng chạy tới, chỉ thấy Đoan Mộc Lôi bị một người đánh bay ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu. Anh giơ nắm đấm lên, tung một quyền vào người sắp giết chết Đoan Mộc Lôi. Sau khi sử dụng linh thức của mình,
Cả người cổ võ giả ám kình tầng 9 đột nhiên chấn động, hai mắt trở nên trống rỗng, phần đầu hứng chọn một quyền của Dương Bách Xuyên. Bốp! Giống như một quả dưa hấu bị đánh nát, chết ngay lập tức. Sau khi nắm giữ linh thức, sức chiến đấu của Dương Bách Xuyên có thể nói đã tăng gấp đôi, mọi việc đều thuận lợi, gần như bất khả chiến bại. Anh híp mắt đi về phía mục tiêu tiếp theo, bỏ đi là chuyện không thể, anh cần phải hỏi Đoan Mộc Hành Thiên về chuyện của mẹ mình, chắc chắn bên trong có ẩn tình mà anh không biết. Mẹ đã trở thành nỗi đau không thể xóa trong lòng Dương Bách Xuyên từ nhỏ đến lớn, hiện tại nó đã trở thành tâm bệnh. Không biết rõ mọi chuyện, sao anh đi được? Vất vả lắm ông ngoại mới xuất hiện, biết được tin tức của mẹ mình, Dương Bách Xuyên làm sao có thể bỏ qua. Hơn nữa từ khi gặp ông ngoại đến giờ ông ấy đều che chở cho anh không có nhiều người thân lắm nên ai cũng rất quý trọng với anh. Đoan Mộc Lôi đang nằm trên mặt đất cũng bị Dương Bách Xuyên làm rung động. Tận mắt nhìn thấy một cao thủ ám kình tầng 9 bị một quyền của Dương Bách Xuyên giết chết trong chớp mắt, trong lòng ông ta nói thầm, đứa cháu ngoại này của gia chủ đúng là quái thai. Cậu ta thật sự mới 20 tuổi đấy à? Đoan Mộc Văn cũng bị sốc, liếc Đoan Mộc Lôi một cái rồi cùng nhau gia nhập trận chiến giúp đỡ Dương Bách Xuyên. Lúc này, Dương Bách Xuyên đang chống lại 5 cao thủ ám kình tầng 9. Đối mặt với 5 vị cao thủ, Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy áp lực vô cùng. Tuy linh thức là đòn sát thủ lợi hại nhưng không thể đồng thời công kích 5 vị cao thủ được, chỉ có thể tấn công từng người mới có hiệu quả. Bị 5 đại cao thủ liên hợp tấn công, linh thức của anh còn chưa kịp sử dụng. Cũng may đúng lúc này Đoan Mộc Lôi và Đoan Mộc Văn cũng tham gia chiến đấu đã khiến áp lực của Dương Bách Xuyên giảm đi đáng kể, anh nắm bắt cơ hội, bất ngờ công kích linh thức về phía một tên. Ánh mắt của đối phương lập tức trở nên trống rỗng, bị Dương Bách Xuyên đánh một chưởng vào ngực, kêu thảm một tiếng rồi chết trong nháy mắt, toàn bộ lồng ngực lõm xuống. 4 người còn lại nhìn nhau, trong ánh mắt đầy sợ hãi. Không nhịn được lùi về sau. Dương Bách Xuyên thừa thắng xông lên. Nhưng đúng lúc này, Đoan Mộc Lôi bỗng hét lên một tiếng. Anh vừa quay đầu lại phát hiện Đoan Mộc Lôi ôm chân ngã xuống đất, cả người bị sâu độc đỏ bao trùm. A Lôi, Đoan Mộc Văn hét lên, định lao tới. Dương Bách Xuyên giữ lấy ông ấy, đừng đi qua, để cháu tới. Hai tay anh lập tức giấy lên chân hỏa. Liên tục đánh ra hơn 10 chưởng vào mấy con sâu độc trên mặt đất, bọn chúng ngay lập tức bị đốt thành tro tàn, chết một mảng lớn. Có lẽ cảm nhận được nguy hiểm, đám sâu độc rút lui như thủy triều. Khi Dương Bách Xuyên chạy đến bên cạnh Đoan Mộc Lôi, đối phương đã tắt thở. Hai tay anh siết chặt phát ra âm thanh răng rắc, Đoan Mộc Lôi vì anh mà chết. Cũng đúng lúc này, Liên Thành Hải bằng tức giận hét lên, thằng nhóc chết tiệt, mày dám tổn thương bảo bối của tao. Lão phu muốn mày phải chết. Cách đó vài chục mét truyền đến tiếng gào thét giận dữ của Liên Thành Hải bằng, Dương Bách Xuyên đã đốt chết mảng sâu độc lớn khiến ông ta vô cùng đau lòng. Dương Bách Xuyên quay lại, chỉ thấy một làn sương mờ màu xanh lá cây tỏa ra từ cơ thể Liên Thành Hải bằng, phân tán về phía Đoan Mộc Hành Thiên. Trong phút chốc, Đoan Mộc Hành Thiên ho khục khục, rõ ràng đây là một loại khí độc, Liên Thành Hải bằng lao về phía Đoan Mộc Hành Thiên như thể sắp giết chết ông ấy. Hai mắt Dương Bách Xuyên đỏ như máu, anh thét lên, nhảy một cái bay lên 6 mét trên không trung, trong tay cầm một viên đá nhặt được từ dưới đất, dùng chân khí bắn về phía Liên Thành Hải Bằng. Viên đá phá không bay về phía Liên Thành Hải Bằng, đây là một kích nén giận của Dương Bách Xuyên nhưng sức mạnh không hề yếu. Có lẽ cảm nhận được nguy hiểm, Liên Thành Hải Bằng dừng động tác, xoay người né tránh cục đá của Dương Bách Xuyên. Răng rắc. Hòn đá đập trúng một gốc đại thụ to lớn, thân cây lập tức nứt làm đôi. Trong mắt Liên Thành Hải bằng thoáng qua một tia khiếp sợ, ông ta thầm mừng vì đã né tránh đòn tấn công của Dương Bách Xuyên. Lúc này, Dương Bách Xuyên bay vọt lên giữa không trung, đáp xuống bên cạnh Đoan Mộc Hành Thiên, một tay giữ ông ấy dựa vào lưng mình, vận chuyển chân khí kiểm tra tình trạng trúng độc của Đoan Mộc Hành Thiên. Cũng may khí độc trong cơ thể ông ấy có thể được chân khí tinh luyện. Trong chớp mắt đã được hóa giải. Ông thấy thế nào, anh định gọi ông ngoại, nhưng cuối cùng lại không kêu được. Thứ nhất anh không có thói quen này, trước khi biết rõ mọi chuyện, Dương Bách Xuyên không thể thuyết phục được trái tim mình. Sắc mặt Đoan Mộc Hành Thiên tái nhợt, lại lắc đầu nói, không sao, không phải ông bảo cháu đi nhanh rồi à, sao lại không chịu nghe lời.
Đoan Mộc Hành Thiên biết rõ thủ đoạn của Liên Thành Hải Bằng, thấy Dương Bách Xuyên quay lại thì vô cùng lo lắng. Ông đừng lo, cháu không sợ lão độc vật kia. Dương Bách Xuyên liếc mắt nhìn Liên Thành Hải Bằng đang đứng ở cách đó hơn 100 mét. Hai, Đoan Mộc Hành Thiên thở dài. Đúng lúc này, Liên Thành Hải Bằng âm u nói, được, hôm nay lão phu sẽ lấy hết cái mạng nhỏ của mày và mạng già của lão Đoan Mộc kia, không ngờ một thằng nhóc như mày cũng có chút thú vị đấy, thật sự cho rằng hỏa diễm của mình có thể đốt hết sâu độc của lão phu à, hừ. Sau khi Liên Thành Hải Bằng hừ lạnh một tiếng thì cả người chấn động, chỉ thấy áo choàng đen rộng lớn không gió tự động di chuyển. Ngay sau đó, sâu độc màu đỏ từ từ bò ra từ phía dưới áo choàng, ngoài ra còn xuất hiện một con mãng xà hai đầu đen như mực. Mãng xà hai đầu to bằng bắp đùi của người lớn, quấn quanh người Liên Thành Hải Bằng phun ra chiếc lưỡi đỏ tươi khạc ra từng tia khí độc, ánh mắt đỏ như máu, nhìn qua rất kỳ dị. Đến đây vẫn chưa hết, Liên Thành Hải Bằng lại lật lòng bàn tay, lấy ra một đồ vật giống hệt xương người, đặt lên miệng thổi. Ùm ục, âm thanh này vừa nặng nề vừa ngột ngạt, lại vô cùng xa xăm. Ngay sau đó, bên tai Dương Bách Xuyên truyền đến tiếng kêu oa oa từ trên bầu trời như đang đáp lại lời của Liên Thành Hải Bằng. Một giây sau, anh cảm thấy trên đỉnh đầu mình tối sầm lại. Dương Bách Xuyên vừa ngẩng đầu nhìn lên đã nhìn thấy một con hắc điêu khổng lồ với đôi cánh dài 3 mét từ trên trời bay xuống. Sau khi nhìn thấy con hắc điêu này, sắc mặt của Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng trở nên nặng nề. Hắc điêu này cho anh cảm giác rất giống với hầu đậu đậu và chồn nhỏ, nhưng khí tức của nó lại khác hẳn, rất tà khí. Linh thú. Đây là từ đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của Dương Bách Xuyên. Hắc điêu và mãng xà hai đầu đều là linh thú, cảm giác từ khí tức có vẻ bọn chúng mạnh hơn chồn nhỏ, mấu chốt là chúng mang lại cho Dương Bách Xuyên một cảm giác rất tà ác. Đặc biệt là tiếng kêu của hắc điêu khiến tinh thần Dương Bách Xuyên hoảng hốt một trận. Lúc này, chỉ nghe thấy Đoan Mộc Hành Thiên hoảng sợ nói, đó. Đó là thi điêu và mãng thú, Liên Thành Hải Bằng, ông đúng là đồ đáng chết. Dứt lời, Đoan Mộc Hành Thiên vội nói, chúng ta đi mau. Lão tặc Liên Thành kia dùng máu tươi và thịt người nuôi ác thú, toàn thân cực độc, đến cả cao thủ ám kình cấp 9 cũng không dám động vào bọn chúng. Lần này Đoan Mộc Hành Thiên còn căng thẳng hơn lúc trước. Khặc khặc, rời đi làm gì, đều lưu lại với lão phu hết đi. Liên Thành Hải Bằng vung tay lên, mãng xà hai đầu và đám sâu độc nhào tới, hắc điêu trao liệng trên bầu trời trên đầu cũng hét lên một tiếng thật dài rồi bay thẳng xuống. Là một người tu luyện, Dương Bách Xuyên rất nhạy cảm với nguy cơ, từ lúc Liên Thành Hải Bằng triệu hồi mãng xà hai đầu và hắc điêu, anh cảm thấy khó chịu, sâu độc lại trở thành thứ khiến anh ít lo lắng nhất. Anh cùng ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên chạy như điên, tất nhiên là do hiện tại Đoan Mộc Hành Thiên bị thương rất nặng, nếu không anh đã đấu một trận rồi, nghĩ lại vẫn nên đưa Đoan Mộc Hành Thiên tránh khỏi nguy hiểm trước thì tốt hơn. Bên kia Đoan Mộc Lôi đã chết, chỉ còn lại có một mình Đoan Mộc Văn. Nhìn thấy mãng xà hai đầu và hắc điêu đánh về phía mình, Dương Bách Xuyên biết không chạy được xa liền hét về phía Đoan Mộc Văn, nhờ ông chăm sóc ông ngoại cháu đi giải quyết bọn chúng. Đoan Mộc Hành Thiên đang chạy trốn nghe thấy Dương Bách Xuyên gọi mình một tiếng ông ngoại thì run lên, nước mắt chảy dài, đột nhiên dừng lại không chạy nữa, cười phá lên. Ha ha ha, tốt, 18 năm trước Đoan Mộc Hành Thiên ông không thể bảo vệ được mẹ cháu, đánh mất đứa con gái yêu quý nhất của mình. 18 năm sau, ông trời lại ban cho ông một đứa cháu ngoại. Nếu hôm nay đến cả cháu trai của mình cũng không thể bảo vệ được thì ông có chết cũng không nhắm mắt. Dứt lời, Đoan Mộc Hành Thiên vươn tay điểm huyệt trên người mình. Đoan Mộc Văn ở bên cạnh thấy vậy vội vàng nói, gia chủ. Ông ấy biết gia chủ đang sử dụng bí pháp gia tộc tiêu hao tuổi thọ của mình, nội lực có thể tăng mạnh trong thời gian nhưng đồng thời cũng gây nguy hiểm đến tính mạng. Dương Bách Xuyên cũng cảm giác được khí huyết của Đoan Mộc Hành Thiên lập tức tăng vọt, không cần hỏi cũng biết ông ấy đã dùng bí pháp gì đó. Trong lòng anh rất lo lắng, song đúng lúc này mãng xà hai đầu và hắc điêu trên bầu trời đã đánh tới nên không thể hỏi nhiều. Một tay siết lại thành nắm đấm, chân khí vần quanh, tay kia tạo trưởng, chân hỏa bao trùm lòng bàn tay, vọt về phía bọn chúng. Mặc kệ là mãng xà hai đầu hay hắc điêu, cách một khoảng xa đã ngửi thấy mùi hôi thối kinh tởm bốc ra từ trên người bọn chúng, Dương Bách Xuyên biết rõ đây chính là dấu hiệu của khí độc.
Có lẽ đối với các võ cổ giả mà nói khó có thể chống lại khí độc này, tuy nhiên Dương Bách Xuyên lại là ngoại lệ. Anh là tu chân giả, càn khôn tạo hóa quyết anh luyện có thể hóa giải rất nhiều loại khí độc, có thể xem nhẹ mấy thứ này. Tất cả những gì còn lại chính là dùng thực lực để chiến đấu. Với tu vi luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong cộng thêm chân khí, anh còn không đấu lại hai đầu xúc sinh này à? Chân hỏa được chuyển hóa từ chân khí không phải là thứ có thể dập tắt bằng nước lạnh. Những nơi nó đi qua, đám sâu độc đều biến thành tro tàn, rối rít rút lui. Mãng xà hai đầu bất ngờ nhận lấy một chưởng, rít lên một tiếng đầy thảm thiết. Khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên là chân hỏa đánh trúng thân mãng xà hai đầu nhưng lại bị lớp vảy của nó chặn lại, chỉ vẻn vẹn bốc lên một luồng khói đen. Mãng xà hai đầu bị đau, há miệng phun ra một luồng khí độc đen ngòm về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên hít vào một hơi đã thấy đầu váng mắt hoa, anh lập tức vận chuyển tạo hóa quyết, nhanh chóng hóa giải. Lúc này, Đoan Mộc Hành Thiên ở sau lưng anh gầm lên một tiếng rồi vung kiếm về phía đỉnh đầu Dương Bách Xuyên. Keng keng. Nơi khóe mắt nhìn thấy tia lửa đang bắn tung tóe, lưỡi kiếm của ông ngoại va chạm với móng vuốt của Hắc Điêu, giúp anh đỡ đòn tấn công của nó. Dương Bách Xuyên cũng sợ hãi một hồi, anh vừa mới bị khí độc của mãng xà hai đầu làm tê cứng, phản ứng chậm lại một nhịp, suýt chút nữa đã bị móng vuốt sắc bén của Hắc Điêu cào trúng rồi. Những tia lửa vừa rồi là do móng vuốt của nó va chạm với cổ kiếm của ông ngoại tạo nên, nếu bị cào trúng thật thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng vừa động, Dương Bách Xuyên nhảy lên ngang bằng với Hắc Điêu, dùng linh thức công kích. Công kích thuận lợi, Hắc Điêu dừng lại giữa không trung. Dương Bách Xuyên biết có hiệu quả, dứt khoát tung một chưởng vào đầu nó. Ầm. Két. Hắc Điêu của Liên Thành Hải bằng gào lên, bị một chưởng của Dương Bách Xuyên đánh gục xuống đất. Lúc này, Liên Thành Hải bằng và mãng xà hai đầu cùng nhau công kích đến. Dương Bách Xuyên sửng sốt, nhìn thấy sau khi Hắc Điêu gãy một bên cánh ngã xuống đất lại đứng lên, nó vẫn chưa chết. Xem ra hiện tại hơi khó chơi, anh lập tức đáp xuống đất. Nắm lấy ông ngoại bay đi hơn 10 mét, gọi Đoan Mộc Văn, đi mau. Tạm thời bọn họ không đối phó được với chúng, chạy trước rồi tính sau. Bọn họ chạy như điên không quay đầu lại, Liên Thành Hải bằng vẫn đuổi theo không tha, nửa giờ sau, ba người Dương Bách Xuyên chạy đến đường cùng. Trước mặt là vách núi cao hơn 100 mét, không có đường đi. Đoan Mộc Văn lớn tiếng nói, gia chủ, cậu chủ, phía bên kia có một hang động. Dương Bách Xuyên nhìn qua, quả nhiên cách đó không xa có một hang động chừng 2 mét dưới chân núi. Két, Hắc Điêu của Liên Thành Hải bằng lại xuất hiện trên bầu trời. Ba người Dương Bách Xuyên nhìn nó, chỉ có thể trốn vào hang động tạm lánh một lúc. Cả ba bước vào hang động, bên trong có vẻ cũng rất sâu, nhìn qua tối đen như mực. Đoan Mộc Văn dùng dao chém vào cửa động, sau một tiếng ầm vang dội, tảng đá lớn rơi xuống, bịt kín hơn một nửa cửa động. Sau đó Đoan Mộc Văn chấn giữ được cửa hang, cuối cùng có thể tìm được một địa thế hiểm trở khó tấn công được, muốn từ bên ngoài đi vào cũng không dễ dàng, ít nhất cũng có thể để cho mọi người ổn định hơi thở một lúc. Dương Bách Xuyên đỡ Đoan Mộc Hành Thiên ngồi xuống, vận chuyển chân khí kiểm tra một vòng thì phát hiện vết thương không quá nghiêm trọng, dược lực của đan bồi nguyên còn chưa hết tác dụng. Tin rằng sau khi hóa giải hết, vết thương Đoan Mộc Hành Thiên sẽ khôi phục. Chẳng qua ông ấy vừa vận hành một loại bí pháp nào đó để ép nội lực tăng lên, trong cơ thể đã tiêu hao rất nhiều sinh lực, đan bồi nguyên của Dương Bách Xuyên có thể bổ sung thứ này, Dương Bách Xuyên biết rõ lợi ích của đan bồi nguyên đối với các võ cổ giả. Ông ngoại, ông dưỡng thương trước, cháu phải đi xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Dương Bách Xuyên nói với Đoan Mộc Hành Thiên. Cháu cứ để A Văn quan sát tình hình, ông sẽ kể cho cháu nghe về mẹ của cháu. Đoan Mộc Hành Thiên nhìn Dương Bách Xuyên nói. Cả người Dương Bách Xuyên chấn động, dừng lại không bước tiếp. Đoan Mộc Hành Thiên nhìn Dương Bách Xuyên, chậm rãi nói chuyện này phải bắt đầu từ hơn 20 năm về trước, sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, nhà họ Đoan Mộc chia thành hai nhánh, do hai đại cao thủ đều là tiên thiên dẫn đầu. Dòng của ông là nhánh chủ, những dòng dõi khác là nhánh phụ. Năm đó nhánh phụ chính là dòng bên Nam Quốc. Lão tổ của họ có thực lực cao ngút trời, lão tổ dòng ta lại tuổi già sức yếu, bàn về thực lực không thể so với dòng bên Nam Quốc. Dòng chính chúng ta luôn sống ở Dương Thành, Hoa Hạ, nhánh bên kia không bằng lòng muối tranh cướp,
gần như đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Lúc đó cũng là thời điểm mẹ cháu và ba cháu yêu nhau, ông vì sự an toàn của mẹ cháu mà không cho con bé ở lại trong gia tộc. Con bé ở bên ngoài dùng tên Mộc Uyển, nhưng thật ra đầy đủ phải là Đoan Mộc Uyển Nhi. 18 năm trước, mẹ cháu đột nhiên trở về với gia tộc, nói rằng ba cháu đã biến mất tại sa mạc tử vong ở Tây Vực, con bé muốn đi tìm chồng. Sa mạc tử vong chính là vùng đất cấm của giới võ cổ nhưng mẹ cháu vẫn nhất quyết tâm đi cho bằng được. Khi đó cũng là lúc lão tổ xuất quan, là thời điểm mấu chốt dòng chính tranh đấu với dòng phụ bên Nam Quốc. Ông không thể thoát thân, chỉ có thể sai 4 tên đệ tử ám kình tầng 7 đi theo mẹ cháu đến sa mạc tử vong ở Tây Vực. Lần này đi không truyền về bất cứ tin tức gì, mãi sau khi trận chiến giữa hai lão tổ tiên thiên kết thúc, chúng ta chuyển đến Nam Quốc, một lần nữa thống nhất nhà họ Đoan Mộc. Sau khi mọi thứ ổn định, ông đi tìm mẹ cháu, thế nhưng chỉ tìm thấy bức thư mẹ cháu để lại, từ trong đó biết đến sự tồn tại của hai anh em cháu. Lúc đó bởi vì tranh đấu gia tộc, hai tiên thiên đấu với nhau chọc giận Đàm chủ thần Long Đàm, đối phương ra lệnh người của nhà họ Đoan Mộc không được phép bước chân vào Hoa Hạ. Ông cũng sợ nếu phái người đến gặp anh em cháu thì sẽ mang lại tai họa cho hai đứa, trong chiến loạn nhà họ Đoan Mộc bị cho là ma đạo, gây ra rất nhiều thù hằn nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Biết cháu xuất hiện trong thị trường đổ thạch, ông xem camera giám sát thì nhận ra cháu, cộng thêm tên họ vào ngoại hình, chỉ nhìn thoáng qua là ông đã biết cháu chính là cháu ngoại của ông, con trai của đứa con gái tội nghiệp của mình. Đừng trách mẹ cháu quá si tình ba cháu mới vứt bỏ anh em cháu đi đến sa mạc tử vong, kết quả chính con bé cũng biến mất trong sa mạc. Đoan Mộc Hành Thiên nói xong, nước mắt đã chảy dài trên mặt. Dương Bách Xuyên thì sao? Giờ anh mới hiểu không phải mẹ anh Nông Tam bỏ rơi anh và em gái, mà là bà ấy đã đi tìm ba anh. Chẳng biết từ lúc nào hốc mắt anh đã tràn đầy nước mắt, trong lòng rối như tơ vò. Oán hận mẹ mình hơn 10 năm, cuối cùng không ngờ tới lại có kết quả như vậy. Hiện tại anh đã xác định cả ba và mẹ mình đều bị chôn sống tại sa mạc tử vong ở Tây Vực. Hít một hơi thật sâu, Dương Bách Xuyên run rẩy hỏi, ông ngoại, thi thể của mẹ cháu đã từng được tìm thấy chưa? Đoan Mộc Hành Thiên nước mắt lưng tròng lắc đầu, đã tìm, sai người đi tìm nửa tháng, còn cầu xin lão tổ tiên thiên tự mình đến sa mạc tử vong một chuyến, không thấy xương cốt, chỉ tìm được mỗi bức thư mà nó để lại. Sa mạc tử vong ở Tây Vực là một cấm địa nổi tiếng trong giới võ cổ, cho dù cường giả tiên thiên có đi cũng không nhất định thoát được. Vị lão tổ kia đi chuyến trở về thì tái phát bệnh cũ, sau 5 năm bế quan đã đi rồi. Sở dĩ hôm nay Liên Thành Hải bằng dám đến đây khiêu khích chính là vì đoán được nhà họ Đoan Mộc đã không còn cường giả tiên thiên. Dương Bách Xuyên gật đầu, không phải ông nói có hai vị tiên thiên lận à. Vị kia đã rời đi vào năm đó rồi, Đoan Mộc Hành Thiên nói. Dương Bách Xuyên im lặng, sau khi nghe những lời của ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên nói, nỗi ám ảnh về mẹ của anh đã biến thành một cảm giác không thể giải thích được. Hay là nói đối với ba mẹ. Ba anh biến mất trong sa mạc tử vong vì nhiệm vụ, mẹ anh đã bỏ anh và em gái lại đi tìm ba anh rồi cũng mất tích trong sa mạc. Ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên vì tìm kiếm con gái của, cầu xin lão tổ trong gia tộc đến sa mạc tử vong, thậm chí còn gặp phải một vị bậc thầy và cho rằng người đó chính là tiên thiên huyền thoại. Cái giá này quá lớn. Nỗi hận trong lòng không còn, nhưng nỗi ám ảnh về sa mạc tử vong càng hằn sâu hơn. Dương Bách Xuyên biết ba mẹ đã qua đời hơn 10 năm trước, nhưng trong lòng vẫn có chút không tin, anh thề sẽ tự mình đến sa mạc tử vong kiểm chứng, cho dù đến để tưởng niệm ba mẹ cũng được. Ông ngoại, ông hãy chăm sóc bản thân, có kẻ thù rất mạnh ở bên ngoài. Dương Bách Xuyên nhìn ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên ngực đang phập phồng nói. Đây là người thân của anh, không thể để cho ông ấy gặp chuyện. Được, cháu cứ yên tâm, ông ngoại sẽ cố hết sức bảo vệ cháu. Ông đã để mất mẹ của cháu rồi, ông tuyệt đối sẽ không để cháu xảy ra chuyện. Tuy hai đầu linh thú của Liên Thành Hải bằng rất tà ác nhưng nếu ông dốc hết sức vẫn có thể cho cháu một cơ hội để trốn thoát. Nghe lời ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên nói, Dương Bách Xuyên vô cùng xúc động, từ khi ông ấy xuất hiện đến nay, Đoan Mộc Hành Thiên đã luôn cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn cho anh. Dương Bách Xuyên gật đầu, không nói nhiều nhưng trong lòng đang nghĩ biện pháp đối phó. Liên Thành Hải bằng là cung phụng của tổ chức sát thủ Xương Hoa, ông ta là kẻ thù không đội trời chung của anh. Nếu không diệt trừ ông ta,
anh sẽ không rời đi, Dương Bách Xuyên tin đối phương cũng sẽ không buông tha cho bọn họ. Trong lòng Dương Bách Xuyên thầm nghĩ cách, cân nhắc thực lực của bản thân, anh sẽ không hề yếu thế trước những võ cổ giả ám kình tầng 9, mấu chốt là hai đầu quái vật kỳ lạ kia. Thật ra sức mạnh của chúng chỉ bình thường, chẳng qua cả người được bao phủ trong chất độc, thân thể lại rất cường hãn, giống như đánh mãi không chết. Mãng xà hai đầu bị chân hỏa đốt qua nhưng vẫn vô dụng, còn thi điêu hứng chọn một trưởng chân khí cũng không chết nổi, đúng là khó chơi. Anh không biết tình hình cụ thể của hai con thi thú kia, chẳng qua anh tin chúng có điểm yếu, chắc chắn sẽ có cách xử lý. Lúc này, Dương Bách Xuyên rất nhớ sư phụ Chân Thiên Tà, nếu sư phụ có thể tỉnh lại, chắc chắn ông sẽ có cách. Nghĩ tới sư phụ đang ngủ say, Dương Bách Xuyên lại nhớ tới Bình Càn Khôn. Sau đó, đột nhiên mắt anh sáng lên, thầm mắng, sao mình lại quên mất hóa thạch nhỉ? Vừa nói anh vừa nhanh chóng cởi bỏ chiếc ba lô sau lưng, lúc trước đi theo Đoan Mộc Lôi chọn hóa thạch, Bình Càn Khôn nóng lên chứng tỏ hóa thạch có tác dụng với nó. Nếu Bình Càn Khôn thăng cấp, nói không chừng có thể trợ giúp cho sư phụ, làm ông tỉnh lại. Lúc đó ở trong sảnh bảo hiểm, Dương Bách Xuyên sợ xảy ra biến cố nên không dám tự mình ra tay, chỉ để Độc Cô Vô Tình cất vào hành lý, lúc rời đi còn mang trên lưng hai viên hóa thạch, trong đó có một viên phản ứng với Bình Càn Khôn. Lúc này Dương Bách Xuyên lấy hóa thạch ra khỏi bao lô cầm trên tay. Ngay lập tức, toàn bộ cánh tay của anh bắt đầu nóng lên, Bình Càn Khôn cũng chuyển động. Sau đó, anh cảm thấy một luồng khí từ hóa thạch đi vào Bình Càn Khôn dọc theo cánh tay. Hoặc là có thể nói được Bình Càn Khôn hấp thụ. Năng lượng này khác với linh lực của linh thạch bị Bình Càn Khôn hấp thụ lần trước, dường như ẩn chứa một sinh khí mạnh mẽ trong đó. Dương Bách Xuyên ngồi trong một góc hẻo lánh, không có động tĩnh gì, yên lặng chờ Bình Càn Khôn hấp thụ năng lượng trong hóa thạch. Cũng vào lúc này, giọng điệu đầy kiêu ngạo của Liên Thành Hải bằng vang lên bên ngoài động, lão già Đoan Mộc, thằng nhóc Dương Bách Xuyên bước ra chịu chết đi. Đừng tưởng rằng trốn ở trong hang động là ông đây không tìm thấy các người. Ông ta vừa dứt lời, cửa hang vang lên những tiếng rít gào, hẳn là Liên Thành Hải Bằng đã sai mãng xà hai đầu công kích. Lúc này, Dương Bách Xuyên đang tập trung để Bình Càn Khôn hấp thụ sức mạnh của hóa thạch, mặc dù trong lòng rất lo lắng nhưng anh không còn cách nào khác. Không đầy một lúc sau, anh nghe thấy tiếng quát tháo giận dữ Đoan Mộc Văn đang chiến đấu với mãng xà hai đầu. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên thấy ông ngoại mình Đoan Mộc Hành Thiên đã đứng dậy xông ra cửa hang, lúc này anh chỉ sốt ruột hy vọng Bình Càn Khôn sẽ hấp thụ năng lượng nhanh hơn một chút. Hết lần này đến lần khác càng sốt ruột lại càng chậm, không giống lần trước hấp thu linh thạch chỉ cần thở mấy hơi là xong. Nhìn từ điểm này, năng lượng trong hóa thạch dường như cao cấp hơn năng lượng của linh thạch. Đang hồi hộp chờ đợi, khoảng một phút sau, Dương Bách Xuyên đã bị sốc khi cảm nhận được những thay đổi bên trong chiếc Bình Càn Khôn. Giọng nói đã mất từ lâu của sư phụ Vân Thiên Tà lập tức vang lên, đồ đệ ngoan của ta lần này không tệ, vậy mà lại tìm thấy một quả trứng địa long dị thú hồng hoang để bổ sung sức mạnh linh hồn cho vi sư. Nghe thấy giọng nói của sư phụ, Dương Bách Xuyên rơm rớm nước mắt. Người đừng nói gì nữa, sư phụ, người mau dạy cho con thuật pháp với, mạng người quan trọng. Sau khi nghe thấy giọng nói của sư phụ, Dương Bách Xuyên giống như đã bắt được vị cứu tinh. Anh giải thích tình hình hiện tại một cách ngắn gọn. Cuối cùng hỏi ông cách giải quyết khủng hoảng trước mắt là gì. Nhưng vừa mới dứt lời, anh đã bị sư phụ Vân Thiên Tà mắng một trận, thằng nhóc thúi, trước kia vi sư đã nói với con phải nắm vững nền tảng tu chân, cho dù chỉ là kiếm pháp cơ bản, với tu vi luyện khí kỳ tầng 8 ngày nay của con đã dư sức đối phó với tình huống khó khăn trước mắt rồi, làm gì mà. Dương Bách Xuyên cũng vô cùng tức giận trước những lời chửi mắng không ngớt của sư phụ, lão già chết tiệt. Nếu muốn dạy cho con một bài học thì đợi kẻ địch bên ngoài được xử lý đã, con không có thời gian học mấy kiếm thuật đó đâu, người mau dạy một chiêu thức có thể hạ gục kẻ địch càng sớm càng tốt đi. Thằng nhóc này, còn cố cãi à? Vân Thiên Tà mắng, nhưng mắng thì mắng chứ ông cũng trầm ngâm một hồi rồi nói, hiện tại con không thể luyện tập thuật pháp chân chính, phải đợi đến chút cơ kỳ mới được. Tuy nhiên có một thuật con có thể nhanh chóng kiểm soát được, uy lực của nó cũng rất lớn, thích hợp với tu vi hiện tại của con. Để vi sư truyền thụ lại cho con. Cảm ơn sư phụ. Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết. Ngay lập tức, đầu óc anh choáng váng, một đoạn văn xuất hiện. Vài giây sau, Dương Bách Xuyên mở mắt, trong mắt lóe ra hai tia sáng, vô cùng hài lòng với trưởng pháp do sư phụ truyền thụ.
Loại trưởng pháp này được gọi là chân khí hóa hình trưởng, tổng cộng có 3 trưởng, không cần phải tận lực tu luyện, chỉ cần nắm vững phương pháp vận chuyển chân khí là có thể sử dụng được rồi. Đây là một thuật pháp nhỏ biến chân nguyên thành trưởng pháp, gián tiếp nhưng vô cùng có hiệu quả. Giữa chiêu thức và thuật pháp, nó được gọi là thuật pháp, bởi đòi hỏi phải có sự luyện tập và giác ngộ. Theo như những gì sư phụ nói, đây là trưởng pháp mà ông có được từ một vị cường giả tu thể. Trưởng thứ nhất được gọi là Chấn Thiên Trưởng, trưởng thứ hai là Khai Thiên Trưởng, trưởng thứ ba là Liệt Thiên Trưởng, tất nhiên 3 trưởng hợp lại sẽ có uy lực lớn hơn một trưởng. Tuy nhiên thuật pháp này có một nhược điểm, mỗi trưởng đều tiêu hao một lượng chân khí vô cùng lớn. Dương Bách Xuyên ước tính, với tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 8 hiện tại của mình, trưởng thứ 3 có thể tiêu sạch tất cả chân khí trong người anh. Có điều 2 trưởng trước cũng đủ xài tạm rồi. Sau khi luyện thử trưởng đầu tiên trong đầu, Dương Bách Xuyên nhanh chóng lao ra khỏi hang động, lúc này ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên và Đoan Mộc Văn đã xông ra ngoài. Dương Bách Xuyên biết ông anh sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ cho anh, từ lời nói của ông lão có thể cảm nhận được rằng ông thực sự tốt với mình. Kể từ khi Đoan Mộc Hành Thiên lao ra ngoài, thời gian đã trôi qua 3 phút. Sau khi Dương Bách Xuyên đi ra, anh nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh đỏ cả mắt. Đoan Mộc Văn đã mất một cánh tay, hình như là bị mãng xà hai đầu cắn đứt. Ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên chắn trước Đoan Mộc Văn bảo vệ đối phương, cả hai đều đang đứng trước hang động, chống lại công kích của hai đầu thi thú của Liên Thành Hải Bằng. Thời điểm Dương Bách Xuyên bước ra, anh nhìn thấy Hắc Điêu dùng móng vuốt sắc bén móc lấy vai ông ngoại, trên vai ông đã xuất hiện vài lỗ máu. Chỉ trong giây lát, Đoan Mộc Hành Thiên bị Hắc Điêu túm lấy quẳng ra ngoài đập vào vách đá vang lên một tiếng nặng nề. Cơ thể ông lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Ông ngoại. Hai mắt Dương Bách Xuyên đầy tia máu, gầm lên một tiếng, bật dậy gào lên với Hắc Điêu, xúc sinh, mau nhận lấy cái chết. Lúc này anh thúc giận chân khí, vận chuyển chân khí hóa hình trưởng. Chân khí hóa hình, Chấn Thiên Trưởng. Trong tiếng gào thét, trưởng đầu tiên của Dương Bách Xuyên đã tung ra, anh cũng cảm thấy chân khí cả người như bị rút sạch. Mức độ tiêu hao chân khí vượt xa tưởng tượng của anh, nhưng có thể cảm nhận được rõ nét uy lực hội tụ trong một trường. Chân khí tuôn ra từ lòng bàn tay chuyển hóa thành một bàn tay màu trắng khổng lồ, đánh về phía Hắc Điêu đang cách anh chừng 4-5 mét, nháy mắt đã đập trúng người nó. Ầm. Một âm thanh như tiếng sấm vang lên. Rít. Hắc Điêu phát ra tiếng rên rỉ, trực tiếp bị đập xuyên qua vách núi. Một dấu tay khổng lồ dài 6 mét xuất hiện trên vách đá, lún sâu vào trong khoảng 4-5 inch. Lông vũ màu đen bay lẻ tẻ khắp trời, thân hình to lớn của Hắc Điêu cũng từ từ trượt xuống từ dấu bàn tay in trên vách đá. Máu chảy ràn rụa, nhìn kỹ mới thấy Hắc Điêu bị Chấn Thiên Trưởng của Dương Bách Xuyên đánh đến biến dạng, chết thẳng cẳng. Tuy Dương Bách Xuyên nén giận tung ra một kích nhưng phải nói rằng đến cả bản thân anh cũng ngạc nhiên. Anh không ngờ thực lực của chân khí hóa hình cường lại lớn như vậy, vượt xa dự đoán của anh. Lúc này, Liên Thành Hải Bằng đang đứng cách đó không xa nhìn hết một màn thì chấn động cả người. Ông ta không biết Dương Bách Xuyên đã sử dụng tà pháp gì nhưng lại có thể phát ra một lượng chân khí khổng lồ dài 6 mét, một trường đã giết chết Hắc Điêu ông ta nuôi nấng hơn nửa cuộc đời. Trong lòng Liên Thành Hải Bằng đang rỉ máu, nhưng so ra, nội tâm của ông ta lúc này lại càng sợ hãi Dương Bách Xuyên hơn. Ông ta biết hôm nay ông ta phải giết chết Dương Bách Xuyên và Đoan Mộc Hành Thiên cho bằng được, nhưng nhìn đến trưởng ấn đáng sợ trên vách đá, lý trí đã nói với Liên Thành Hải Bằng rằng lúc này chạy là thượng sách, nếu không sẽ mất mạng. Ông ta quyết định thật nhanh, vẫy tay với 4 tên thuộc hạ của ám kình tầng 9 xung quanh, quay đầu bỏ chạy. Mà lúc này, mãng xà hai đầu vẫn lao về phía trước như cũ. Sau khi trưởng chết Hắc Điêu, Dương Bách Xuyên đáp xuống cạnh ông ngoại từ giữa không trung, vội vàng kiểm tra vết thương. Ông ấy chỉ ngất xỉu, mặc dù nội lực đang rất hỗn loạn nhưng may là không có nguy hiểm đến tính mạng, chuyện này khiến cho Dương Bách Xuyên thở nhẹ một hơi. Anh nhanh chóng ngăn Đoan Mộc Văn đang chuẩn bị đánh nhau với mãng xà hai đầu, chú Văn, đến chăm sóc cho ông ngoại, để cháu xử lý con yêu thú này. Vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên đứng dậy lao về phía mãng xà hai đầu. Vẫn là Chấn Thiên Trưởng như cũ. Xì xì. Hai tiếng gầm rú vang lên. Ầm ầm. Mãng xà hai đầu bị Dương Bách Xuyên trưởng một kích xung trời đánh bế đầu,
thân rắn dài hơn 10 mét cũng bị vỡ thành nhiều mảnh, rơi lộp độp trên mặt đất. Chỉ với hai cú chấn thiên trưởng, hai con yêu thú của Liên Thành Hải Bằng đã bị giết chết. Vô cùng gọn gàng. Lúc này, Dương Bách Xuyên liếc thấy Liên Thành Hải Bằng đang quay đầu bỏ chạy, anh híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng, lão tặc chạy đi đâu? Sao anh có thể bỏ qua cho Liên Thành Hải Bằng được chứ? Cho dù lúc này chân khí trong cơ thể anh không còn nhiều lắm, dù anh có bị rút hết chân khí, anh cũng muốn lấy được cái mạng già của Liên Thành Hải Bằng. Sự ngột ngạt kìm nén bấy lâu nay sắp bùng phát. Hơn nữa, trong tay Dương Bách Xuyên còn có đan bồi nguyên, thứ có thể bổ sung chân khí cho anh. Dương Bách Xuyên chạy nhanh về phía Liên Thành Hải Bằng, nuốt hai viên đan bồi nguyên đang cầm trong tay, không hề sợ thân thể mình sẽ không chịu đựng nổi. Trên thực tế, với tu vi luyện khí kỳ tầng 8 hiện tại của Dương Bách Xuyên, linh lực chứa trong một viên đan bồi nguyên không đủ, nên anh mới phải nuốt hai viên. Dược hiệu ngay lập tức bị hòa tan trong cơ thể, dưới sự vận hành nhanh chóng của càn khôn tạo hóa quyết nhanh chóng biến thành chân khí. Dương Bách Xuyên nhảy lên cao 6 mét, có thể bay giữa không trung trong 5 giây, đồng thời trượt đi chừng 10 chét. Sau hai lần nhảy lên hạ xuống, Dương Bách Xuyên đã đuổi kịp Liên Thành Hải Bằng ở phía sau ông ta khoảng 2 mét, khoảng cách này đủ để thực hiện chấn thiên trưởng rồi. Chân khí hóa hình, chấn thiên trưởng. Anh tung một trưởng vào lưng Liên Thành Hải Bằng. Hiện tại bên cạnh Liên Thành Hải Bằng đang có 4 cổ võ giả, tất cả đều là ám kình tầng 9 đỉnh phong, không ai trong số họ là kẻ ngu ngốc, đều đã nhìn ra uy lực một trưởng của Dương Bách Xuyên. Nghe thấy tiếng gào của Dương Bách Xuyên, 4 người kia bỏ chạy tán loạn. Thế nhưng một trưởng của anh đã hình thành rồi. Trong khoảnh khắc Dương Bách Xuyên xuất trưởng, lông tơ trên người Liên Thành Hải Bằng đều dựng ngược hết lên. Ông ta biết trốn không được nữa nên trợn to hai mắt, hét lên với 4 người kia, mau giúp ta đánh kẻ địch. Vừa nói chuyện, Liên Thành Hải Bằng kích động nội lực chống lại trưởng của Dương Bách Xuyên. Nhưng trong số 4 người vây xung quanh ông ta, có 2 người trong số đó mặc hệ Liên Thành Hải Bằng, tiếp tục chạy thoát thân, 2 người còn lại thì thật sự đi theo ông ta nghênh chiến. Nhưng họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trưởng pháp Dương Bách Xuyên sử dụng lại là thủ đoạn của tu chân giả, bọn họ có thể đối phó được ư? Xen lẫn bên trong tiếng nổ mạnh là từng tiếng la hét đầy thảm thiết. Trong mắt Dương Bách Xuyên, mặt của Liên Thành Hải Bằng và 2 người xung quanh đều trực tiếp biến dạng, anh biết đó là do uy lực to lớn từ chấn thiên trưởng của mình gây ra. Chỉ có một người đã kịp thời né tránh, sau khi bị chân khí ảnh hưởng, đối phương phun ra một ngụm máu nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu dậy, quay đầu chạy trốn. Về phần Liên Thành Hải Bằng và 2 người bên cạnh ông ta, tất cả đều ngã xuống trong vũng máu, thi thể biến dạng, toàn bộ đều chết hết. Chỉ cần một trưởng đã giết chết 4 người và một người bị thương nặng phải bỏ chạy, nhưng chắc đối phương cũng không khá khẩm hơn là bao. Dương Bách Xuyên đứng đó, hít một hơi thật sâu, cũng không đuổi theo kẻ đang chạy trốn. Anh nhìn đến thân thể bị biến dạng của Liên Thành Hải Bằng, trên môi nở nụ cười nhưng trong cơ thể lại truyền tới từng đợt suy yếu, ngồi bệt xuống đất. Nghỉ ngơi vài phút, Dương Bách Xuyên định đứng dậy để xem vết thương của ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên. Thằng nhóc thối kia, mau đưa linh thức vào bình càn khôn đi chứ. Dương Bách Xuyên sững sờ một lúc, trong lòng rung động, nghĩ đến chuyện có thể sư phụ đã phát hiện thứ gì đó trong bình càn khôn. Sau khi bình càn khôn hấp thụ năng lượng trong hóa thạch lúc trước, anh cảm thấy không gian của bình càn khôn tăng từ 30 mét lên 60 mét, những cái khác thì không phát hiện ra gì khác lạ. Bây giờ khi nghe sư phụ nói, Dương Bách Xuyên lập tức nhắm mắt lại đưa linh thức vào trong bình càn khôn. Cảm giác lôi kéo quen thuộc ập tới, vào không gian của chiếc bình càn khôn, lần này linh thức của anh vừa tiến vào đã cảm nhận được sự khác biệt. Không chỉ đường kính không gian mở rộng lên thành 60 mét mà quan trọng hơn là Dương Bách Xuyên phát hiện bên trong bình càn khôn tràn ngập sức sống vô cùng cường đại. Ao nước nhỏ ban đầu giờ đây đã tăng lên gấp đôi, khoảng chừng 9 mét, đám cá rồng sống dưới đó tung tăng bơi lội, hình như rất vui vẻ. Phía bên kia, sau khi anh luyện chế 3 lần đan dược thì chỉ còn lại không tới 100 gốc, nói chính xác là chỉ có 96 gốc linh dược. Thế nhưng 96 gốc linh dược này đều tràn đầy sinh khí, còn có một ít lá cây lớn lên, nhiều hơn, cho thấy đám linh dược đã phát triển. Còn có một số dược liệu thông thường và huyết linh dược không nhiều lắm,
tất cả đều mang lại cho Dương Bách Xuyên một cảm giác bừng bừng sức sống. Quả hồng thơm đều chín hết, anh tiện tay hái một quả cho vào miệng nhai, thịt quả tan chảy, nước chảy ra vô cùng ngọt, trong miệng thơm ngát. Sau khi quan sát một lúc, có vẻ như ngoài những thay đổi này ra thì không gian của bình càn khôn không có sự khác biệt nào khác, xung quanh vẫn còn hơi lộn xộn. Anh không nhìn được hỏi, sư phụ không thay đổi gì à? Người có phát hiện cái gì mới mẻ không? Thằng nhóc thối, con nhìn xem ao nước có thay đổi gì không? Giọng sư phụ Vân Thiên Tà đầy ý cười, như thể ông đang cố tình thừa nước đục thả câu. Ông đang ở trong trạng thái linh hồn, quanh quẩn ở trong bình càn khôn mấy vạn năm, tuy không xuất hiện trong không gian này nhưng ở một mức độ nào đó đã thay thế linh hồn của bình càn khôn, vì vậy cảm ứng của ông sẽ không sai. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên nhìn về phía cái ao nhỏ, thoạt nhìn thì cái ao nhỏ cũng lớn hơn, cá rồng bắt được từ đầm tiên nữ ở quê cũng trở nên manh động hơn, ngoài ra chẳng có gì. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên đang định chửi bới sư phụ lại trêu chọc mình, khóe mắt bỗng liếc thấy một tảng đá xanh biếc ngay phía trên cái ao nhỏ, cùng màu với nước trong hồ, lớn bằng lòng bàn tay nằm trên bùn đất ngay cạnh ao. Nếu như không nhìn kỹ thì thật đúng là sẽ không phát hiện ra. Anh hỏi, sư phụ, không phải người đang nhắc đến tảng đá xanh này chứ? Nếu không thì con nghĩ là cái gì? Thằng nhóc thúi, con nhớ rõ, vi sư không thể đoán được huyền bí bên trong bình càn khôn, nếu không phải nhờ có quả trứng địa long thời hồng hoàng con tìm thấy, năng lượng bên trong đủ khiến bình càn khôn thăng cấp thì tảng đá này đã không xuất hiện rồi. Vi sư ước tính rằng mỗi lần nâng cấp bình càn khôn sẽ mang lại cho con cơ duyên rất lớn, nơi này chính là một kho báu, chúng ta qua đó xem thử. Trên phiến đá xanh có ba giọt nước nổi lên, nếu ta đoán không lầm thì đó hẳn là thứ quý giá nhất trên đời, nước sinh mệnh, giúp tái tạo xương thịt, cây khô sống lại, có công dụng khởi tử hồi sinh. Nói không ngoa nếu đây thật sự là nước sinh mệnh, cho dù vết thương của con sau này có nghiêm trọng như thế nào thì nó cũng có thể chữa khỏi ngay lập tức, đây là thuốc trường sinh đấy. Vân Thiên Tà cảm thán. Nghe sư phụ nói xong, ánh mắt của Dương Bách Xuyên đã biến thành mắt thỏ. Nước miếng chảy ròng ròng, nhìn chằm chằm ba giọt nước ánh lên màu xanh mờ nhạt trên phiến đá. Tuy anh đang ở trạng thái linh thức, nhưng trạng thái linh hồn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sức sống mãnh liệt tỏa ra từ ba giọt nước sinh mệnh. Cùng màu với sắc xanh của tảng đá, không nhìn kỹ thì không thể hiểu được nó kỳ diệu thế nào. Toàn bộ khối đá xanh chỉ to hơn lòng bàn tay một chút, trồi lên mặt nước hình lõm, hơi nông, bên trong là ba giọt nước sinh mệnh. Dương Bách Xuyên lau miệng, hỏi, sư phụ, nước sinh mệnh hình thành thế nào? Người đã từng nhìn thấy trong giới tu chân chưa? Ta đã thấy qua rồi, năm đó thương hội cuối cùng ở giới tu chân từng xuất hiện một giọt, cũng là hình dạng này. Nghe đâu nước sinh mệnh được nguồn gốc của sự sống thai nghén ra, số lượng vô cùng thưa thớt. Nó có tác dụng với cả tu chân giả lẫn người thường, chỉ cần linh hồn không chịu tổn thương hay bị hủy diệt, nước sinh mệnh sẽ chữa lành bất cứ vết thương nào. Không phải bên ngoài có một người bị gãy mất cánh tay à? Một nửa cánh tay của ông ấy còn nằm trong dạ dày của mãng xà hai đầu, con có thể thử nghiệm xem, nếu có thể nối cánh tay bị gãy của người đàn ông đó thì chứng tỏ đây là nước sinh mệnh. Dương Bách Xuyên biết sư phụ đang nói tới Đoan Mộc Văn, anh cũng không ngạc nhiên lắm khi sư phụ biết cánh tay của Đoan Mộc Văn đang nằm trong bụng của mãng xà hai đầu. Ngay lập tức, Dương Bách Xuyên rút linh thức khỏi không gian bình càn khôn. Mở mắt đi về phía ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên và Đoan Mộc Văn. Cậu chủ nhỏ, Đoan Mộc Văn kinh ngạc nhìn Dương Bách Xuyên. Chú Văn, chú sao rồi? Dương Bách Xuyên nhìn thấy vết thương trên cánh tay phải bị gãy của Đoan Mộc có màu sẫm lập tức biết là có độc, nhìn dáng vẻ của ông ấy thì hẳn là đã bị trúng độc. Đoan Mộc Văn rất vui khi Dương Bách Xuyên gọi ông ấy là chú Văn, sắc mặt tái nhợt trở nên hồng hào như say rượu, vội nói cảm ơn cậu chủ đã quan tâm. Tôi còn có thể chịu được. Dương Bách Xuyên vừa nói chuyện vừa đỡ ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên đang bất tỉnh dậy, anh đặt một tay lên lưng ông ấy để kiểm tra tình trạng thương thế, bình tĩnh nói với Đoan Mộc Văn, chú mở bụng mãng xà xem thử, cánh tay bị gãy của chú chắc còn đang nằm trong bụng nó, cháu biết cách có thể nối lại cánh tay bị gãy cho chú. Nghe xong, cả người Đoan Mộc Văn run lên, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sau khi cánh tay bị đứt lìa bị mãng xà hai đầu nuốt chửng thì không thể nối lại được rồi. Nhưng nhìn thấy sức mạnh của Dương Bách Xuyên, nghe anh nói có thể giúp ông ấy nối được cánh tay bị gãy khiến trong lòng Đoan Mộc Văn ôm một tia hy vọng.
ông ấy cảm ơn anh, đi đến chỗ con mãng xà đã bị Dương Bách Xuyên đánh thành nhiều đoạn để tìm cánh tay bị gãy. Sau khi Đoan Mộc Văn rời đi, Dương Bách Xuyên lấy ra một giọt nước sinh mệnh từ bình càn khôn, đút cho ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên. Đối với nội thương của Đoan Mộc Hành Thiên, mặc dù Dương Bách Xuyên có thể dùng châm pháp M Dương Ngũ Hành để điều trị nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian và sức lực, anh cũng muốn thử xem nước sinh mệnh có công hiệu như lời sư phụ nói không. Cho dù không phải là nước sinh mệnh thật, Dương Bách Xuyên tin nó vẫn là một thứ có lợi cho cơ thể con người, bởi vì bên trong ẩn chứa một cỗ sức sống vô cùng tinh khiết và khổng lồ. Mặt khác, anh vẫn tin đây chắc chắn là nước sinh mệnh, bởi vì sư phụ đã nói, tuy ông có hơi băn khoăn nhưng sư phụ của anh là ai chứ? Là thập nhị kiếp tán tiên đấy, trong tình huống bình thường, lời nói của ông không thể sai được. Bên cạnh đó, những bảo vật xuất hiện sau khi nâng cấp chiếc bình càn khôn đều không tầm thường, không thấy tất cả đám linh dược cấy ghép bên trong đều sinh trưởng phơi phới à. Khi một giọt nước sinh mệnh tiến vào miệng của ông ngoại, Dương Bách Xuyên cẩn thận quan sát, tâm trạng hơi hào hứng xen lẫn một chút kích động. Ngay sau đó, một dấu hiệu vui mừng xuất hiện, từ linh thức anh có thể thấy vết thương bên trong và bên ngoài cơ thể của ông ngoại đang được chữa trị nhanh chóng, cả người tràn đầy sức sống. Điều này khiến Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt, trong tích tắc anh chắc chắn rằng đây chính là nước sinh mệnh. Nếu loại dấu hiệu chữa trị này tiếp tục, không chỉ vết thương bên trong và bên ngoài cơ thể của ông ngoại mà ngay cả các cơ năng của cơ thể ông ấy cũng sẽ được cải tạo hết một lần. Về sau ông ấy có thể đạt tới trình độ nào, sẽ mang đến cho giới võ đạo những điều bất ngờ gì đây? Trong lòng Dương Bách Xuyên tràn đầy mong chờ với chuyện này. Đúng lúc này, Đoan Mộc Văn cầm một cánh tay đã bị ăn mòn đến biến dạng đi tới, nhẹ giọng gọi cậu chủ nhỏ. Dương Bách Xuyên nhẹ nhàng đặt Đoan Mộc Hành Thiên xuống, để ông tiếp tục tự hồi phục, tin chắc rằng không lâu sau cơ thể ông ấy sẽ hoàn thành chữa trị. Lúc anh nhìn về phía Đoan Mộc Văn, thấy trong mắt ông ấy hiện lên vẻ cô đơn thì cười nói, chú Văn, đừng buồn, cháu có thể trả lại cho chú một cánh tay nguyên vẹn. Đoan Mộc Văn cười gượng, cảm ơn cậu chủ, tôi cũng mong là vậy. Kỳ thật ông ấy cũng không tin lắm, bởi vì cánh tay gãy vừa lấy ra khỏi bụng con mãng xà đã bị ăn mòn đến tận xương, làm sao có thể nối được, trừ khi cậu chủ là thần tiên. Dương Bách Xuyên cũng biết ông ấy sẽ không tin nên chỉ cười khẽ, không nói thêm gì. Anh bảo Đoan Mộc Văn khoanh gối ngồi xuống, sau đó nói, chú Văn, nhắm mắt lại, nếu cảm thấy không thoải mái thì hãy nói với cháu, chú phải cố chịu đựng, cháu chưa nói gì thì chú cũng không được mở mắt ra, cháu sẽ cho chú thấy một kỳ tích. Đoan Mộc Văn nghe Dương Bách Xuyên nói, phiền muộn trong lòng cũng tiêu tán đi rất nhiều, cười híp mắt nói, được. Tôi tin tưởng cậu chủ nhỏ. Với sự trợ giúp của linh thức, Dương Bách Xuyên đã chữa trị cánh tay bị gãy của Đoan Mộc Văn, một tay vịn, tay kia lấy ra một giọt nước sinh mệnh rồi nhỏ lên trên cánh tay bị gãy của Đoan Mộc Văn. Dựa theo những gì mà sư phụ đã nói, nước sinh mệnh có thể sử dụng bên trong lẫn bên ngoài. Uống vào để chữa trị các chấn thương bên trong. Thoa ngoài để chữa vết thương bên ngoài cơ thể. Sau khi giọt nước sinh mệnh xanh biếc rơi xuống cánh tay bị gãy của Đoan Mộc Văn, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh lục tỏa ra, không ngừng vần quanh miệng vết thương. Dựa vào linh thức, anh có thể nhìn thấy kinh mạch lại bắt đầu phát triển trên cánh tay bị gãy của Đoan Mộc Văn. Đây là một cảnh tượng rất thần kỳ. Chính Dương Bách Xuyên cũng không thể tin được, nhưng thật sự đúng như lời sư phụ đã nói. Nước sinh mệnh có tác dụng tái sinh một cánh tay bị gãy, hồi sinh cây khô đã chết, có thể nối lại kinh mạch, thúc đẩy xương cốt đã trọng thương phát triển trở lại, máu thịt không ngừng sinh sôi, mọc lại tay cụt. Mặc dù lúc trước sư phụ còn nói nó có tác dụng hồi sinh người chết, lời này có lẽ hơi phóng đại nhưng cảnh tượng đang diễn ra trước mắt anh bây giờ là sự thật. Quá trình tái tạo diễn ra rất nhanh. Dương Bách Xuyên quan sát sắc mặt của co giật của Đoan Mộc Văn, hỏi ông ấy, chú Văn. Chú cảm thấy thế nào? Lúc này, Đoan Mộc Văn nghiêm túc nghe theo lời của Dương Bách Xuyên, hai mắt nhắm chặt không mở, nghe anh hỏi thì run rẩy nói, cậu chủ nhỏ, tôi cảm thấy, có một cơn đau ngứa nhẹ đến từ miệng vết thương trên cánh tay bị gãy của tôi. Ngứa, đau thì chính là đang có cảm giác đó. Đoan Mộc Văn không phải trẻ con, ông ấy là võ cổ giả 69 tuổi rồi. Làm sao có thể không hiểu đau ngứa trên cánh tay gãy nghĩa là cánh tay đang bắt đầu phục hồi, khả năng cậu chủ có thể chữa khỏi cho ông ấy là rất cao. Giờ khắc này,
Dương Bách Xuyên trong mắt Đoan Mộc Văn hệt như một vị thần. Nội tâm ông ấy không thể kiềm chế nổi kích động, cứ theo tình huống này, thật sự có thể khôi phục cánh tay bị gãy. Dương Bách Xuyên nhoẻn miệng cười nói, chú Văn, chúc mừng chú, nếu cảm thấy còn ngứa nghĩa là phương pháp điều trị của cháu đã có kết quả. Một kỳ tích sắp xảy ra, chú kiên nhẫn nhé. Cảm ơn cậu chủ nhỏ. Giọng điệu của Đoan Mộc Văn vô cùng hưng phấn. Đồng thời lúc đó Đoan Mộc Hành Thiên cũng tỉnh lại, cháu ngoan. Ông ấy đứng dậy, nhìn thấy Dương Bách Xuyên đang nối lại cánh tay bị gãy cho Đoan Mộc Văn thì biết vết thương của ông ấy và Đoan Mộc Văn đều được Dương Bách Xuyên chữa trị. Đoan Mộc Hành Thiên hiểu rõ cơ thể của mình nhất, giờ đây ông ấy không chỉ cảm thấy bên trong lẫn bên ngoài không có bất kỳ dấu vết trọng thương gì mà quan trọng hơn là dường như ông ấy đã chạm đến một cánh cửa mơ hồ. Điều này khiến cho Đoan Mộc Hành Thiên phấn khích đến mức không thể kìm được bản thân. Cánh cửa mơ hồ này là gì, ông ấy hiểu rõ bất cứ ai. Đó chính là Long Môn dẫn đến Tiên Thiên, trước đây đã từng nghe lão tổ trong tộc nhắc tới. Trước đây Đoan Mộc Hành Thiên chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày ông ấy cũng chạm đến ngưỡng cửa Tiên Thiên, thế nhưng bây giờ lại cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng. Ông tin rằng một thời gian nữa ông sẽ có thể đạt đến trình độ của lão tổ, thành tựu Tiên Thiên, mà tất cả những cái này đều do một tay Dương Bách Xuyên ban tặng. Chẳng qua, Đoan Mộc Hành Thiên chỉ nghĩ là do mấy viên đan dược của anh mà thôi, bởi vì trước đó Dương Bách Xuyên đã cho ông ấy dùng một viên đan dược tràn đầy năng lượng. Đoan Mộc Hành Thiên vừa tỉnh dậy đã cảm thấy toàn thân có cảm giác như được tái sinh, rất nhẹ nhàng, kinh mạch cũng cường tráng hơn trước. Tình trạng cơ thể của ông ấy chưa bao giờ tốt như vậy. Khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của ông ngoại mình, anh biết vết thương của ông ấy đã lành, cười nói, ông ngoại, ông cảm thấy thế nào rồi? Trong lòng anh càng lúc càng xem trọng nước sinh mệnh hơn, anh không ngờ rằng nó thực sự có tác dụng giúp các võ cổ giả trở thành Tiên Thiên. Đây là một tác dụng rất đáng gờm. Tốt lắm, rất ổn. Lúc này Đoan Mộc Hành Thiên không biết phải diễn tả sự phấn khích và tình trạng thể chất của mình như thế nào, nói tốt mấy lần liên tục. Chú Văn, có thể mở hai mắt ra rồi. Anh cười nói. Đoan Mộc Văn cũng mở hé mắt ra, cố gắng cử động cánh tay bị đứt lìa của mình, ông ấy thấy nó cực kỳ linh hoạt và không có chướng ngại nào cả. Toàn bộ cánh tay bị đứt lìa, máu thịt hư thối đã khôi phục lại như cũ. Hình như đến cả một vết sẹo nhỏ cũng không còn, không hề giống như vừa lấy ra từ trong bụng của mãng xà hai đầu. Đoan Mộc Văn kích động lập tức quỳ sụp xuống đất, cảm ơn cậu chủ đã chữa trị. Sau này cậu chủ cứ việc sau bảo, Đoan Mộc Văn này nguyện vì cậu chủ mà đầu rơi máu chảy. Hôm nay Đoan Mộc Văn biết cậu chủ không chỉ chữa khỏi cánh tay bị gãy mà còn trị được độc của mãng xà hai đầu. Tuy rằng hiện tại ông ấy chưa biết độc tố này là gì nhưng chắc chắn không chữa thì đừng hòng nghĩ tới việc cải thiện võ công, nói không chừng làm không tốt còn mất mạng như chơi. Đây chính là ơn cứu mạng. Chú Văn, chú mau đứng dậy đi. Nếu hôm nay không có chú và ông ngoại thì e rằng cháu cũng lành ít dữ nhiều. Nói thật, trong lòng cháu cũng rất áy náy khi thấy những đệ tử nhà họ Đoan Mộc ngã xuống vì mình. Dương Bách Xuyên nghĩ đến Đoan Mộc Lôi và những người đã bị giết trước đó. Trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi. Lúc này, Đoan Mộc Hành Thiên nói, cháu ngoan, ông ngoại có một con trai và một con gái, mẹ của cháu có thể nói là viên ngọc quý của cả nhà họ Đoan Mộc, nhưng vì cuộc chiến trong gia tộc, ông ngoại đã không bảo vệ con bé tốt, ông ngoại cảm thấy xấu hổ với mẹ của cháu, thậm chí còn xấu hổ với anh chị em của cháu nữa. Nhớ kỹ, từ nay cháu sẽ là thành viên của nhà họ Đoan Mộc, cháu của Đoan Mộc Hành Thiên. Ông tin rằng những đệ tử đã mất hôm nay đều sẽ rất vui vì gia tộc chúng ta có được một cậu chủ nhỏ xuất sắc như cháu, ông ngoại cũng không có bao nhiêu người thân. Dương Bách Xuyên vô cùng cảm động, anh biết ông ngoại nói mình không có nhiều người thân là chỉ thành viên dòng chính nhà họ Đoan Mộc. Thật ra toàn bộ gia tộc Đoan Mộc có rất nhiều nhánh phụ, kể ra thành viên nhiều vô số nhưng cũng giống những gia tộc khác, dòng chính lúc nào cũng chẳng được mấy người. Anh còn biết được từ lời của ông ấy. Hình như mình còn có một người cậu ruột. Anh cũng nghe được, mỗi lần ông ấy nhắc tới mẹ, trong lời nói đều tràn đầy đau lòng và áy náy. Ba người nói chuyện một lúc, thấy trời đã khuya, Dương Bách Xuyên nhanh chóng lấy điện thoại di động ra liên lạc với Độc Cô Vô Tình và Thanh Tước. Trong tình huống nguy cấp, mặc dù có thể có người đuổi theo bọn họ nhưng Dương Bách Xuyên tin rằng mấy người Độc Cô Vô Tình có thể đối phó được. Dù sao thì kẻ thù thực sự đã bị anh và ông ngoại giết chết rồi.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói của Độc Cô Vô Tình vang lên, tiên sinh, ngài thế nào rồi? Có sao không, ngài đang ở đâu? Nghe câu hỏi lo lắng của Độc Cô Vô Tình, trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy ấm áp, cô rất quan tâm đến anh. Tôi không sao, các cô đang ở đâu? Có ai bị thương không? Dương Bách Xuyên hỏi, chúng tôi đều không sao, chúng tôi đã tới căn cứ bên đây rồi. Vậy thì tốt, như vậy đi, cô đến An Châu gặp mặt chúng tôi, nguy hiểm ở đây đã được giải quyết. Được, chúng tôi lập tức đến ngay. Sau khi cúp điện thoại, Đoan Mộc Hành Thiên có ý trở về nhà họ Đoan Mộc, Liên Thành Hải Bằng đã chết, không ai ở Nam Quốc có thể làm hại được nhà họ Đoan Mộc nữa. Hơn nữa, Đoan Mộc Văn cũng đã liên hệ với người trong gia tộc hỗ trợ, đã tìm đến biên giới rừng rậm. Sau khi đi ra khỏi rừng, mấy người liền nhìn thấy ô tô đậu bên đường, người cầm đầu là một người đàn ông trung niên khoảng 40, vẻ mặt kiên quyết và lo lắng, có phần giống với ông ngoại. Dương Bách Xuyên đoán người đó cậu mình, Đoan Mộc Long. Quả nhiên, từ xa đã nghe thấy đối phương gọi Đoan Mộc Hành Thiên là ba. Sau khi hai bên gặp gỡ và trò chuyện ngắn gọn, Đoan Mộc Hành Thiên đã trực tiếp ra lệnh mở cuộc họp gia tộc. Lúc rời đi, Đoan Mộc Hành Thiên bảo con trai Đoan Mộc Long lái xe, sau đó nắm tay Dương Bách Xuyên, cả ba cùng bước lên xe. Đoan Mộc Long lái e rất ngạc nhiên, ba ông chưa bao giờ thân thiết với con cháu như vậy cả, ông ấy cũng không giới thiệu về Dương Bách Xuyên nên ông cũng không biết anh là ai. Ba, đứa nhỏ này là ai vậy? Đoan Mộc Long thấp giọng hỏi, vừa lái xe vừa liếc qua kính chiếu hậu. Thằng bé là con trai của em gái con, Dương Bách Xuyên, cháu ngoại của ba, cháu trai của con. Đoan Mộc Hành Thiên chậm rãi nói. Két, Đoan Mộc Long đột nhiên đạp phanh, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường kêu một tiếng chói tai, chấn động một hồi. Ba, ba nói cái gì? Sau khi dừng xe, Đoan Mộc Long trợn mắt hỏi, ông không biết năm đó em gái ông có con, chỉ biết sau khi bà ấy tiến vào sa mạc tử vong thì không trở về nữa. Về phần em gái Đoan Mộc Uyển Nhi của ông, Đoan Mộc Long là anh trai rất mực yêu thương bà ấy kể từ khi còn nhỏ, chỉ đáng tiếc khi tranh đấu gia tộc đã giết chết bà ấy. Cho nên Đoan Mộc Long cực kỳ căm ghét nhánh phụ năm đó. Đột nhiên nghe thấy ba mình nói rằng người thanh niên tên Dương Bách Xuyên này là con của em gái Đoan Mộc Uyển Nhi, Đoan Mộc Long cảm thấy không thể bình tĩnh nổi. Ông quay đầu lại nhìn Dương Bách Xuyên, thực sự nhìn thấy đường nét của một cô em gái trên khuôn mặt của anh. Đến cả người cứng rắn hệt sắt thép như ông khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên vẫn không kiềm được rưng rưng nước mắt. Lo lái xe đi, về nhà mình nói tiếp, Đoan Mộc Hành Thiên nói. À được rồi, về nhà nói, về nhà nói. Đoan Mộc Long bình tĩnh lại, vội vàng lái xe, tự nhiên có một đứa cháu trai làm ông vui mừng hơn ai hết, là con trai của em gái Đoan Mộc Uyển Nhi của ông đó. Sau khi trở về nhà họ Đoan Mộc đã là 11 giờ tối. Đoan Mộc Hành Thiên sắp xếp một nơi cho Dương Bách Xuyên nghỉ ngơi, ông ấy biết rằng anh đã rất mệt mỏi vì phải đánh nhau cả ngày. Ngày hôm sau, khi Dương Bách Xuyên tỉnh lại, mấy người Độc Cô Vô Tình đã ngồi trong nhà họ Đoan Mộc. Ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên đối xử với Độc Cô Vô Tình đặc biệt tốt, nhiệt liệt chào hỏi, ánh mắt nhìn cô như cháu dâu, ngược lại khiến Dương Bách Xuyên hơi xấu hổ. Nhà họ Đoan Mộc là một trong hai gia tộc võ cổ ở Nam Quốc cùng với nhà họ Liên Thành chiếm cứ một Nam một Bắc. Bây giờ Liên Thành Hải Bằng, trụ cột của gia tộc Liên Thành đã chết dưới tay Dương Bách Xuyên, toàn bộ Nam Quốc đã hoàn toàn trở thành lãnh địa của nhà họ Đoan Mộc. Dương Bách Xuyên nhìn quanh căn nhà của Đoan Mộc, trong lòng chỉ có hai chữ đúng là thổ hào. Diện tích của căn nhà là gần 10.000 mét vuông, được trang bị đầy đủ tiện nghi, là một trang viên lâu đài cổ theo kiến trúc châu Âu. Lúc ăn cơm, Dương Bách Xuyên cũng nhìn lai lịch của gia tộc võ cổ giả. Ngày hôm qua hơn 10 đứa đệ tử ám kình tầng 5 trở nên ngã xuống, hôm nay đã nghe nói ông ngoại triệu tập toàn bộ con cháu trực hệ tụ tập về đây. Sảnh lớn có sức chứa 100 người chật cứng, nói cách khác nhà họ Đoan Mộc có đến hàng trăm đệ tử võ cổ giả, tất nhiên Dương Bách Xuyên nhìn thoáng qua thấy phần đông chỉ là ám kình tầng 2 tầng 3. Nhưng dù vậy, đó cũng là một thế lực không thể xem thường. Trong đại sảnh, có khoảng 20 người ám kình tầng 5. Hơn 10 người tầng 6 và 7, 8 người ở tầng 8 và 5 người bao gồm cả ông ngoại là võ cổ giả từ tầng 9 trở lên. Tất cả đều là con cái của nhà họ Đoan Mộc. Đây là một lực lượng rất mạnh.
Ngay cả tứ đại gia tộc ở Yên Kinh mà anh biết cũng không có nhiều võ cổ giả như vậy, nhìn thấy những võ cổ giả này đã mang lại kích thích to lớn đến trái tim của Dương Bách Xuyên. Thế nhưng, anh không ngờ một cú sốc lớn hơn vẫn đang ở phía sau. Dương Bách Xuyên không biết ông ngoại triệu tập nhiều người trong gia đình về đây để làm gì, cũng không hỏi câu nào, chỉ đợi ở một bên. Đoan Mộc Hành Thiên đang ngồi trên cao đường nhắm mắt lại, dường như đang chờ mọi người đến đông đủ. Nhưng ở trong mắt Dương Bách Xuyên, đệ tử đã đến nhiều như vậy, anh cho rằng là đủ rồi, sao nhìn ông ấy vẫn như đang chờ một ai đó vậy? Anh và Độc Cô Vô Tình đứng ở trong góc sảnh lớn cũng không nói nhiều, hai người đã được ông cụ đặc biệt dặn dò tới sảnh lớn, về phần đám người thanh thước đương nhiên là được sắp xếp đứng bên ngoài đợi. Trong một khoảnh khắc, tiếng ồn ào ở lối vào sảnh lớn bỗng ngừng lại, các đệ tử con cháu của nhà họ Đoan Mộc rối rít tránh sang một bên. Dương Bách Xuyên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ba ông lão râu tóc bạc trắng bước vào, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Linh thức trong người anh nhận ra ba người họ đều là ám kình tầng 9 đỉnh phong, khí tức tràn đầy hơn cả Đoan Mộc Hành Thiên của anh một bậc. Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng khiếp sợ trước nội tình của nhà họ Đoan Mộc, tu vi của ba ông cụ này chỉ thiếu một đường là bước vào tiên thiên rồi. Quả nhiên, thế lực của đại gia tộc đúng là không tầm thường. Lúc này anh đột nhiên tự hỏi trong mấy gia tộc đó Trung Quốc có tồn tại những cao thủ chấn tộc như vậy không? Bên tai vang lên tiếng chào hỏi, tất cả người nhà Đoan Mộc trong đại sảnh đều đồng loạt khom mình cúi chào ba người kia, gọi họ là lão tổ. Mà giây phút này, Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên đang ngồi trên sảnh cao mở mắt ra. Ba ông cụ bước tới, chắp tay hành lễ với Đoan Mộc Hành Thiên, chào gia chủ. Mặc dù nhìn qua ba vị lão tổ đều là trưởng lão của nhà họ Đoan Mộc, nhưng gia chủ vẫn là người đứng đầu. Dương Bách Xuyên cũng biết rõ điều này cho nên anh không ngạc nhiên lắm khi thấy ba vị lão tổ công khai hành lễ với ông ngoại mình. Giữa chủ và thứ, đầu tiên phải phân biệt rạch ròi. Sau đó anh thấy ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên đứng dậy, chào ba ông cụ, Hành Thiên đã làm phiền ba vị thái công tu luyện, mong ba người thứ lỗi. Vừa nói ông ấy vừa ôm quyền hành lễ với bọn họ. Hành Thiên, gia tộc đã xảy ra chuyện lớn gì à? Một người trong số họ hỏi. Đoan Mộc Hành Thiên gật đầu nói, thưa chú, đúng là xảy ra một chuyện có ảnh hưởng rất lớn đến gia tộc, Liên Thành Hải Bằng đã chết. Cái gì, Liên Thành Hải Bằng đã chết rồi? Chuyện gì xảy ra? Cái chết của Liên Thành Hải Bằng đúng là một tin tốt với nhà họ Đoan Mộc chúng ta, chuyện lớn đấy. Ba trưởng lão của nhà họ Đoan Mộc lần lượt lên tiếng. Lúc này, Đoan Mộc Hành Thiên nói, Liên Thành Hải Bằng không phải do ta giết mà là bị cháu trai ta chém giết, đây là lý do chính khiến ta nóng lòng tổ chức cuộc họp gia tộc lần này. Nói xong, Đoan Mộc Hành Thiên nhìn về phía Dương Bách Xuyên đang đứng trong góc. Lúc này, rất nhiều đệ tử con cháu của gia tộc Đoan Mộ đều nhìn về phía Dương Bách Xuyên, từng tiếng bàn tán bắt đầu vang lên. Nhiều người không biết Dương Bách Xuyên, thế nhưng nghe thấy Đoan Mộc Hành Thiên nói anh là cháu trai mình đã đủ khiến cả sảnh lớn náo động rồi. Mọi người đều biết hòn ngọc quý trên tay gia chủ đã biến mất trong sa mạc tử vong hơn 10 năm trước, tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một đứa cháu trai? Quan trọng hơn, người cháu trai này có còn là người đã giết chết Liên Thành Hải Bằng? Tất cả đệ tử nhà họ Đoan Mộc đều biết Liên Thành Hải Bằng. Đó là một cao thủ võ cổ một thân tà thuật và nội lực đỉnh phong, đến cả ba vị lão tổ cũng không thể giết được ông ta, làm sao Dương Bách Xuyên có thể giết được. Dưới vô số ánh nhìn chăm chú đầy suy đoán, Đoan Mộc Hành Thiên nở nụ cười nhìn Dương Bách Xuyên, Bách Xuyên, mau đến ra mắt ba vị thái công. Dương Bách Xuyên hơi khó chịu khi bị mọi người nhìn chằm chằm, nhưng anh cũng không luống cuống, bước tới chào ba ông cụ, gọi họ là thái công. Lúc này, kể cả Dương Bách Xuyên đều không hiểu Đoan Mộc Hành Thiên muốn làm gì. Sau khi hai bên gặp mặt, Đoan Mộc Hành Thiên lớn tiếng thông báo, từ hôm nay, Dương Bách Xuyên là cậu chủ của nhà họ Đoan Mộc này, thằng bé là người thân trực tiếp của nhà họ Đoan Mộc chúng ta. Bất cứ đệ tử con em nào của gia tộc đều phải thừa nhận thân phận của Dương Bách Xuyên, cháu ngoại của tôi, một thành viên của nhà họ Đoan Mộc, không được nhầm lẫn. Những lời này chẳng khác gì lấy thân phận gia chủ đứng đầu một tộc ra nói. Mọi người trong sảnh sửng sốt một trận, sau khi phản ứng lại lập tức đồng thanh, nghe theo chỉ thị của gia thủ, ra mắt cậu chủ nhỏ.
Trong lòng của các đệ tử nhà họ Đoan Mộc đều hiểu rằng từ nay về sau Dương Bách Xuyên sẽ là sự tồn tại giống như cậu chủ. Đoan Mộc Hành Thiên có một đứa con trai, đáng tiếc đến nay vẫn không có con nối dõi, vì vậy Dương Bách Xuyên xem như đứng hàng cậu chủ trong gia tộc rồi. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng không biết nhiều về chuyện này, anh có chút không quen khi thấy ông ngoại giới thiệu một cách long trọng như vậy. Tuy nhiên trong lòng anh lại thấy cảm động nhiều hơn, anh biết chính ông ngoại đang thừa nhận anh là người thân ông ấy. Dương Bách Xuyên nhanh chóng trả lễ với tất cả mọi người. Sau đó, Đoan Mộc Hành Thiên nắm tay Dương Bách Xuyên giới thiệu một số thành viên cốt cán của nhà họ Đoan Mộc, miêu tả ngắn gọn quá trình Dương Bách Xuyên giết Liên Thành Hải Bằng. Một lúc sau, mọi người đều nhìn Dương Bách Xuyên bằng một ánh mắt khác, không chỉ kinh ngạc về sức mạnh của anh, mà càng nhiều hơn là cảm kích. Nhà họ Đoan Mộc và nhà họ Liên Thành tranh đấu mấy chục năm nay, bây giờ Liên Thành Hải Bằng đã bị Dương Bách Xuyên giết chết, tương đương với việc phá hủy căn cơ của bọn họ. Trong tương lai, Nam Quốc chỉ còn lại một nhà Đoan Mộc, số phận của nhà họ Liên Thành gần như có thể đoán trước được sẽ bị bọn họ đè ép triệt để. Sau đó, Đoan Mộc Hành Thiên kêu mọi người giải tán hết, chỉ giữ lại ba ông cụ và Dương Bách Xuyên. Lúc này, Đoan Mộc Hành Thiên hỏi anh, kế hoạch tiếp theo của cháu là gì? Ông ngoại muốn con và em gái dẫn bà nội đến Nam Quốc sinh sống, con xem có được không? Dương Bách Xuyên thầm cười khổ, lắc đầu nói, ông ngoại, chuyện này không thể được đâu ạ, sự nghiệp của cháu đều ở Trung Quốc, hơn nữa bà nội và em gái cháu chưa chắc có thể thích ứng được với khí hậu của Nam Quốc, hay là ông ngoại đến Trung Quốc đi. Ông không đi được, năm đó tranh đấu gia tộc đã từng thỏa thuận với đàm chủ thần Long Đàm, đối phương bí mật giúp đỡ dòng chính với điều kiện là nhà họ Đoan Mộc vĩnh viễn canh giữ tại biên giới, đồng thời không cho phép đệ tử con cháu nhà họ Đoan Mộc đặt chân vào Trung Quốc. Chúng ta chỉ có thể về đại lục mỗi năm một lần tại đại hội võ cổ, cháu không muốn đến Nam Quốc, ông ngoại không ép cháu, nhưng ông ngoại hy vọng cháu có thể đến gặp ông ngoại nhiều hơn là được rồi. Đoan Mộc Hành Thiên có hơi không nỡ nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, ông ngoại yên tâm, cháu sẽ thường xuyên tới. Lúc này, một trong ba trưởng lão Đoan Mộc đứng bên cạnh nói, Hành Thiên, đại hội võ cổ lần này sẽ diễn ra sớm hơn, chúng ta đã nhận được tin tức sẽ tổ chức trước 10 ngày. Đúng vậy, đoán chừng lần này những môn phái cổ xưa kia sẽ phái người ra, nếu không sẽ không tổ chức sớm rồi. Một người khác cũng bổ sung. Lần này chúng ta có thể dẫn thêm mấy con em trong nhà đi theo, mấy lão quái vật vừa rời núi kia có vẻ không tầm thường. Trong lòng Dương Bách Xuyên hơi nhúc nhích, mở miệng hỏi, ông ba, nghe ý của các ngài là trước nay mấy tông môn cổ xưa lánh đời trong núi luôn liên hệ với thế gia bên ngoài à? Một vài tông môn cổ xưa bên ngoài đều tránh ở trong núi không ra, trên thực tế vẫn giữ liên hệ với một vài gia tộc cổ xưa. Bởi vì bọn họ cần tài nguyên tu luyện, yêu cầu thế gia võ cổ cung cấp tài nguyên cho bọn họ, không thể tách rời hoàn toàn khỏi thế tục. Ví dụ như gia tộc Đoan Mộc, sau lưng cũng có tông môn cổ xưa, chẳng qua bị mấy tông môn ở Hoa Hạ gọi là ma môn, thật ra trên thế gian này làm gì có ma môn. Chỉ có mạnh yếu, có thực lực mạnh chính là chính đạo. Không thực lực chính là ma đạo, năm đó lão tổ tông của gia tộc kháng chiến thống nhất ma đạo, vậy có thể gọi là ma sao? Tin tức đại hội võ cổ lần này được tổ chức trước được thần tông đứng sau gia tộc Đoan Mộc truyền đến, khả năng lớn sẽ có vài tông môn cổ xưa cử người đến đại hội lần này. Nghe đồn giới võ cổ có truyền thừa của võ đang lưu lạc ở nhân gian, nên có lẽ các tông môn cổ xưa chú ý đến chuyện này. 10 ngày sau đại hội võ cổ sẽ được tổ chức, tiến hành ở Thần Long Hoa Hạ. Lúc đó cũng là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Thiên Thành chuẩn bị chọn lựa một vài gia tộc có thiên phú tốt để nâng đỡ, nếu có thể gia nhập tông môn thì chính là chuyện tốt. Trong ba vị thái công, người lớn tuổi nhất nói xong lời dặn dò cuối cùng với Đoan Mộc Hành Thiên. Hành Thiên hiểu rõ, xin thái thúc công yên tâm, Đoan Mộc Hành Thiên gật đầu. Trong lòng của Dương Bách Xuyên có chút mất tự nhiên, nghe ý của vị thái công này, 10 ngày sau đại hội võ cổ sẽ được tổ chức. Còn có rất nhiều người của các tông môn cổ xưa nhiều năm không xuất hiện đến đó, lý do là vì truyền thừa của võ đang lưu lạc bên ngoài. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên nghĩ đến đan bồi nguyên trên người mình. Dù sao đan bồi nguyên trong tay anh là đan chính tông nhất, rất có thể năm đó Tư Không Nguyên đưa tặng phương pháp luyện đan cho võ đang đã làm võ đang cho rằng đan bồi nguyên chính là bảo vật trấn phái của bọn họ. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ở thế tục, võ đang không thể không coi trọng.
giới cổ võ vẫn luôn thừa nhận đan bồi nguyên của võ đang chính là đan dược cấp cao, ai không động tâm chứ? Nếu có thể có được phương pháp luyện đan bồi nguyên bị truyền ra bên ngoài của võ đang, đối với bất cứ tông môn cổ xưa nào, đây chính là chuyện tốt, tương đương đánh vỡ nguồn cung độc quyền đan bồi nguyên của võ đang. Đến tận bây giờ mới xuất hiện ở đại hội võ cổ, điều này cũng không kỳ lạ. Đối với Dương Bách Xuyên, những tông môn đó chính là mối nguy hiểm cực lớn, bởi vì chuyện đan bồi nguyên ở trong tay anh đã được công khai trong giới võ cổ khắp thế giới, chỉ cần nghe ngóng là biết. Bây giờ anh không có chút hiểu biết nào về tông môn cổ xưa, có lẽ ba vị thái công của gia tộc Đoan Mộc biết một chút chuyện của tông môn cổ xưa. Vì vậy Dương Bách Xuyên lại mở miệng hỏi tiếp, ba vị thái công có thể nói thêm về các tông môn cổ xưa lánh đời và các thế gia võ cổ khác cho vãn bối được không ạ? Ba vị lão tướng liếc nhau, một vị trong đó mở miệng, các thế gia trong giới võ cổ không thể so được với các tông môn cổ xưa. Gia tộc võ cổ giả nhiều nhất chỉ đến được ám kình tầng 9 đại viên mãn, cũng chính là cấp bậc như ta, chỉ kém một bậc là đến thần thoại bẩm sinh, nhưng rất khó đột phá. Cho dù là thế gia võ cổ ở nước ngoài, hoặc lực lượng thế gia võ cổ hoa hạ, bên ngoài chỉ có ám kình tầng 9 thượng tầng trung hạ tam đoạn, có vài gia tộc chỉ có ám kình tầng 8 chấn giữ. Trên thực tế mỗi nhà đều có sự tồn tại của một vài lão tổ, gia tộc Đoan Mộc chính là ba người chúng ta, đều là ám kình tầng 9 đại viên mãn. Vì vậy sau này đối phó với thế gia võ cổ phải cẩn thận một ít. Còn tông môn cổ xưa, đó mới thực sự là võ đạo. Mỗi một tông môn cổ xưa đều có một vị võ cổ giả cấp bậc thần thoại. Trên ám kình tầng 9 đại viên mãn chính là thần thoại bẩm sinh, đây mới là võ đạo chân chính. Hai người nhìn qua chỉ kém một bậc, nhưng thực lực lại khác nhau như trời với đất, tông môn cổ xưa mới là thế lực đứng đầu thực sự của giới võ cổ. Dương Bách Xuyên nghe ba vị thái công nói xong, trong lòng cũng có một ít khái niệm. Anh cho rằng cấp bậc thần thoại bẩm sinh trong giới võ cổ tương đương với trúc cơ kỳ của người tu chân. Võ cổ giả cấp bậc bẩm sinh thực sự không thể coi thường, người tu chân trúc cơ kỳ có thể tu luyện rất nhiều pháp thuật, có thể nghênh ngang kiêu ngạo. Đồng thời võ cổ giả thần thoại bẩm sinh, thực lực thủ đoạn cũng sẽ không đơn giản. Dựa theo lời nói của ba vị thái công, đại hội võ cổ lần này sẽ có người của tông môn cổ xưa, cũng có nghĩa có sẽ võ cổ giả thần thoại bẩm sinh ở đó. Đối với Dương Bách Xuyên, đây không phải chuyện tốt, chuyện trong tay anh có đan bồi nguyên không phải bí mật, trừ cái này ra còn có bí mật khác. Không may bị võ cổ giả cấp bậc thần thoại bẩm sinh phát hiện, cuộc sống của anh sẽ biến thành tai họa ngập đầu. Bây giờ anh mới chỉ là luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong, còn kém một cảnh giới nhỏ mới đến trúc cơ kỳ. Đây cũng là lá chắn khó nhất của tầng này, anh cũng không thể nắm chắc có thể đột phá được trúc cơ kỳ. Còn 10 ngày nữa sẽ diễn ra đại hội võ cổ giả, anh có thể tu luyện đến trúc cơ kỳ trong 10 ngày không? Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, đây là chuyện mơ tưởng hão huyền. Nhưng anh không thể không có chuẩn bị khi đối mặt với đại hội võ cổ. Mặc dù chỉ có tin đồn sẽ có người của tông môn cổ xưa rời núi, nhưng không ai có thể đảm bảo có cường giả cấp bậc thần thoại bẩm sinh xuất hiện hay không. Không mau đến tìm anh để cướp đoạt phương pháp luyện đan bồi nguyên, đến lúc đó anh nên đối phó như thế nào, đây chính là một câu hỏi khó. Biện pháp duy nhất là tăng lên tu vi, chỉ có tu vi của bản thân mạnh mẽ, bước vào trúc cơ kỳ, anh mới không phải sợ hãi võ cổ bẩm sinh. Mới có năng lực bảo vệ người nhà bạn bè. Trong lòng của Dương Bách Xuyên rất sốt ruột, anh lo lắng về sự xuất hiện của tông môn cổ xưa và võ cổ giả bẩm sinh. Anh chuẩn bị rời khỏi nước Nam, sau khi rời khỏi sẽ bế quan, chuẩn bị đối phó với đại hội võ cổ sắp đến. Suy nghĩ lại, anh đã đắc tội với gia tộc nhà họ Diệp ở Mã Gia Hà, còn có gia tộc họ Thủy ở Tương Tây và gia tộc Liên Thành, cộng thêm một tổ chức sát thủ quốc tế, tổ chức Sương Hoa. Không chừng thế lực sau lưng các gia tộc đó sẽ liên thủ với tông môn cổ xưa. Đến lúc đó người của tông môn cổ xưa xuất hiện, anh sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Sau một ngày ở trong gia tộc Đoan Mộc, ngày hôm sau Dương Bách Xuyên bay về nước. Anh không thể không trở về, đại hội võ cổ đã đến gần, anh còn phải bảo vệ người nhà bạn bè. Nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua với ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên, Dương Bách Xuyên không rét mà run. Ở trong miệng Đoan Mộc Hành Thiên, Sương Hoa là tổ chức sát thủ quốc tế, thành viên trải khắp mọi nơi. Có võ cổ giả, có dị năng giả nước ngoài, cao thủ ám sát, hơn nữa tổ chức này là tổ chức sát thủ, tính trả thù rất mạnh.
Lần này chém giết Liên Thành Hải Bằng, người cung phụng tổ chức sát thủ Xương Hoa, không chừng tổ chức sát thủ Xương Hoa sẽ cho người đi trả thù, không tránh khỏi sẽ chạm đến người nhà bạn bè của anh. Vốn dĩ ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên cho người đi theo Dương Bách Xuyên, nhưng anh từ chối. Nếu gia tộc Đoan Mộc có ước định với thần Long Đàm, người của gia tộc Đoan Mộc không được bước vào Hoa Hạ, vậy không nên tìm rắc rối cho ông ngoại. Hơn nữa anh không phải không có sức mạnh đánh trả, chuyện quan trọng hơn là phải chuẩn bị tốt với những chuyện sắp diễn ra, tin tưởng đến lúc đó sẽ không có vấn đề. Trước khi đi đã hẹn với ông ngoại, gặp lại ở đại hội võ cổ, chỉ có đại hội võ cổ, người của gia tộc Đoan Mộc mới có thể bước vào Hoa Hạ. Trong lúc nhập cảnh, tạm biệt với đoàn người Thanh Tước, Dương Bách Xuyên trực tiếp đưa 1.5 tỷ đô la có được từ Đổ Thạch cho Thanh Tước. Thanh Tước, cô cầm lấy tấm thẻ này đi, coi như tôi góp một phần sức lực cho Hoa Hạ. Thanh Tước nhìn tấm thẻ trong tay của Dương Bách Xuyên, có chút ngẩn người. Dựa theo hiệp nghị, Dương Bách Xuyên đưa 3 phần cho cô là được, nhưng không nghĩ đến Dương Bách Xuyên lại trực tiếp đưa hết 1.5 tỷ đoạt được, ngược lại làm cô không biết phải làm sao. Tiên sinh, đây, Thanh Tước muốn mở miệng nhưng lại bị Dương Bách Xuyên ngắt lời, nhận đi, đây không phải cho cá nhân cô, là cho toàn bộ dân tộc. So với những gì các cô làm, chút tiền này nhỏ bé không đáng kể, lần sau gặp lại. Dương Bách Xuyên trực tiếp nhét thẻ kim cương vào trong tay Thanh Tước. Đối với đám người Thanh Tước, Dương Bách Xuyên kính nể từ tận đáy lòng, không có bọn họ âm thầm đổ máu trong bóng tối, sẽ không có Hoa Hạ cường đại như ngày hôm nay. Nhìn theo bóng dáng rời đi của Dương Bách Xuyên và Độc Cô Vô Tình, mấy người Thanh Tước đứng ở một góc của biên cảnh nước Nam, yên lặng giơ tay kính chào. Dương Bách Xuyên đi rồi, nhiệm vụ của bọn họ cũng hoàn thành, lại một nữa bắt đầu phấn đấu vì sự nghiệp của quốc gia dân tộc. Sau khi xuất cảnh, Dương Bách Xuyên tạm biệt phiên dịch Hướng Hoa, trực tiếp bay đến Cố Đô với Độc Cô Vô Tình. 3 giờ chiều, hai người xuống máy bay, từ xa đã thấy được Lưu Thích Kỳ đứng đón. Khi Dương Bách Xuyên đi đến gần, ôm chặt Lưu Thích Kỳ, lại không ngờ Lưu Thích Kỳ trộm liếc nhìn Độc Cô Vô Tình, sau đó nhỏ giọng nói bên tai anh, nhóc Xuyên, cậu tự cầu phúc đi, vợ cả của cậu cũng đến đây. Nghe thấy Lưu Tích Kỳ nói vậy, cả người của Dương Bách Xuyên đều run lên, nhỏ giọng hỏi, ở đâu? Ngồi trong xe, hơn nữa sau khi cô ấy trở về từ Yến Kinh trực tiếp vào biệt thự ở, cũng gặp qua chị em nhà họ Lục và mấy người Khâu Vân, Lâm Hoan vẻ mặt của Lưu Tích Kỳ tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Dương Bách Xuyên cho anh ta một đấm, hỏi, vậy, sau khi Triệu Nam vào ở có chuyện gì xảy ra không? Lưu Tích Kỳ biết rõ Dương Bách Xuyên đang hỏi mấy người phụ nữ ở bên nhau có xảy ra vấn đề nào không? Ha ha, cậu đoán xem. Lưu Tích Kỳ nở nụ cười xấu xa, không nói cho anh. Dương Bách Xuyên đang định đánh anh ta một trận, lúc này cửa xe mở ra, Triệu Nam mang theo ý cười đi xuống, cứu Lưu Tích Kỳ. Chào mừng anh về nhà. Triệu Nam nói xong, đi lên ôm Dương Bách Xuyên. Vợ à, em càng ngày càng xinh đẹp. Ai đó họ Dương thấp thỏm khen nấy khen để. Mặc dù lúc ở Yến Kinh đã nói chuyện của Vân Môn cho Triệu Nam, nhưng Dương Bách Xuyên không nghĩ đến Triệu Nam sẽ trực tiếp dọn đến biệt thự ở. Không biết nhiều đàn bà như vậy ở cùng một căn biệt thự có xảy ra chuyện gì không thoải mái hay không, tất nhiên ngoại trừ Lâm Hoan ra, những người phụ nữ khác trong biệt thự không liên quan gì đến anh. Nhưng tâm tư của phụ nữ như kim trong đáy biển, ai biết Triệu Nam nghĩ như thế nào khi nhìn đến chị em nhà họ Lục. Vì vậy lúc này cần phải lấy lòng cô. Hừ, Triệu Nam trách anh, ai là vợ của anh nhiều không đếm nổi. Nói xong Triệu Nam mạnh mẽ véo mạnh lên cánh tay của anh. Dương Bách Xuyên đau đến mức co rút khóe miệng, nghe cô nói vậy chỉ có thể cười ha ha, hiểu rõ lời cô nói có ý gì. Lúc này cũng không dám giải thích gì nhiều, giải thích hai chị em nhà họ Lục và Khâu Vân trong biệt thự không phải người phụ nữ của anh. Chưa chắc cô đã tin, ngược lại càng bôi đen thêm. Sau khi buông Dương Bách Xuyên ra, Triệu Nam nở nụ cười nhìn về phía Độc Cô Vô Tình. Lần trước ở Yến Kinh cô đã gặp qua Độc Cô Vô Tình, cũng biết cô là người bệnh của Dương Bách Xuyên, cùng anh đi đến nước Nam. Độc Cô Vô Tình thấy được ánh mắt của Triệu Nam, không nhịn được đỏ bừng mặt. Cô biết Triệu Nam là vợ chính thức, đã đính hôn với Dương Bách Xuyên, là vợ cả. Không chờ Triệu Nam mở miệng, Độc Cô Vô Tình lên tiếng gọi chị Nam. Vô Tình đã vất vả rồi. Ý cười trên mặt Triệu Nam càng tươi hơn, cô rất thông tuệ,
làm sao không nhìn ra được sự mờ ám giữa Dương Bách Xuyên và Độc Cô Vô Tình. Nếu nói Độc Cô Vô Tình và Dương Bách Xuyên không có gì, đáng chết Triệu Nam cũng không tin. Nhưng đối mặt với một tiếng chỉ của Độc Cô Vô Tình, tất cả buồn bực trong lòng Triệu Nam cũng biến mất. Nói về tuổi tác, Độc Cô Vô Tình lớn hơn cô vài tuổi, hiểu rõ một tiếng chỉ của Độc Cô Vô Tình ở thế yếu, hoặc nói cách khác là thừa nhận địa vị vợ cả của cô. Ở trong giới cổ võ từ nhỏ, Triệu Nam cũng mưa dầm thấm đất, cũng biết một vài võ cổ giả cường đại không chỉ có một người phụ nữ, vì vậy cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý chuyện Dương Bách Xuyên không có mình cô. Cũng may mặc kệ bên cạnh Dương Bách Xuyên có bao nhiêu người phụ nữ, mặc kệ thật giả, họ đều biểu hiện sự tôn kính với cô. Điều này làm trong lòng của Triệu Nam thoải mái hơn rất nhiều. Cầm lấy tay của Độc Cô Vô Tình, hai người nói cười cười lên xe. Để lại Dương Bách Xuyên đứng một bên trợn mắt há mồm. Sau khi anh lấy lại phản ứng, thở ra một hơi nhẹ nhõm, cười ha ha ngồi ở ghế phụ. Lưu Thích Kỳ nhìn anh giơ ngón cái. Mấy chục phút sau, mấy người trở về biệt thự. Sư phụ! Sư phụ! Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân chạy đến, gọi sư phụ. Lần trước sau khi xác nhận quan hệ thầy trò ở Yến Kinh với hai người này, Dương Bách Xuyên đã tống cổ bọn họ đến Cố Đô, để hai người bọn họ đi theo chị em nhà họ Lục tu luyện trước. Nhìn hai người chạy đến, Dương Bách Xuyên cũng cười, hai đồ đệ này đều không tồi, bây giờ chỉ thiếu một nghi thức bái sư, trong lòng nghĩ thầm nên tìm một cơ hội thích hợp để bồi thường cho bọn họ. Ngay sau đó, người trong biệt thự gần như đã đến đông đủ, đạo trưởng Phương, Lục Tuyết Hy, Khâu Vân, Lâm Hoan, Dương San San em gái Dương Bách Xuyên. Và cả Lý Đại Nghị, Đường Long. Sau khi Cổ Tư Lạc hộ tống ba của Lâm Hoan trở về cũng vào biệt thự ở, tất cả thành viên của Vân Môn đều đến đông đủ. Sau khi chào hỏi với mọi người, đi vào biệt thự mọi người đã chuẩn bị xong thức ăn và rượu để chào đón Dương Bách Xuyên và Độc Cô Vô Tình. Ăn xong, mọi người cùng ngồi xuống uống trà, Dương Bách Xuyên hiểu biết qua tình huống tu luyện của mọi người, cũng tương đối vừa lòng. Dưới sự chỉ đạo của chị em nhà họ Lục, hơn nữa còn tu luyện công pháp tu chân, trong biệt thự có sự tồn tại của trận pháp tụ linh, tiến độ tu luyện của mọi người tăng rất nhanh. Tăng tu vi nhanh nhất là Lục Tuyết Hy, bản thân cô ta đã là cảnh giới kim đan kỳ, bây giờ tu luyện nên sẽ nhanh hơn rất nhiều, tu vi từ luyện khí tầng 3 lên đến luyện khí kỳ tầng 5. Tiếp theo là Triệu Nam, vượt qua cả dự đoán của Dương Bách Xuyên, đã đến luyện khí kỳ tầng 2. Những người khác cũng đều vượt qua giai đoạn cảm khí, đạt đến luyện khí kỳ tầng 1. Trong đó luyện đan sư đạo trưởng Phương cũng nhập môn, thành công luyện chế ra đan tôi thể. Mặc dù chỉ có 6 viên, nhưng đã rất đáng quý, tu vi ban đầu của ông ta đã là luyện khí kỳ tầng 3, chủ yếu bản thân ông ta chính là võ cổ giả ám kình tầng 9 hạ đoạn. Sau khi tu chân, chuyển hóa nội lực thành chân khí, còn có sự chỉ đạo của chị em nhà họ Lục, tu vi tăng lên nhanh chóng. Còn hai đồ đệ của anh, Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân cũng có thu hoạch, có sự hiểu biết về người tu chân. Dương Bách Xuyên dựa vào thể chất của bọn họ, lựa chọn công pháp trong tay sư phụ đưa cho bọn hắn. Dù sao cũng là đồ đệ. Để Độc Cô Hối tu luyện công pháp chuyên về kiếm đạo tiên kiếm quyết, sau này nguyên thần đan điền của anh chính là kiếm. Nghe sư phụ Vân Thiên Tà nói, có thể tu thành tiên giả, tung hoành giới tu chân. Lựa chọn cho Vương Tông Nhân vạn vật công. Nghe tên dường như không lợi hại lắm, thật ra là vạn vật tu thành, có thể hóa thân thành vạn vật, một môn công pháp lợi hại. Sau khi hiểu biết tình huống tu vi của mọi người, Dương Bách Xuyên muốn bế quan, anh phải luyện chế đan bồi nguyên cho mọi người, trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi. Đại hội võ cổ đến gần, trong lòng của Dương Bách Xuyên càng thêm bồn chồn, đan bồi nguyên ít nhiều có thể trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi. Trong mọi người thì tu vi của Độc Cô Vô Tình là cao nhất. Trải qua song tu đã đạt đến luyện khí kỳ tầng 8, giống như Dương Bách Xuyên. Vì vậy Dương Bách Xuyên có sắp xếp khác cho Độc Cô Vô Tình, chuẩn bị để Độc Cô Vô Tình đi về quê bảo vệ bà nội. Đại hội võ cổ đến gần và sát thủ Sương Hoa, Dương Bách Xuyên không dám đánh cuộc, bà nội là mạng sống của anh. Sau khi giết chết chó săn trung thành Liên Thành Hải của tổ chức Sương Hoa, có lẽ trong lúc đại hội võ cổ tổ chức, sát thủ Sương Hoa nhảy ra trả thù anh. Đến lúc đó thì bên biệt thự hoàn toàn không cần lo lắng, anh chỉ không yên lòng chỗ bà nội ở quê. Vì vậy Dương Bách Xuyên tìm Độc Cô Vô Tình nói chuyện, cô đồng ý ngày mai sẽ đi về quê bảo vệ bà nội.
Hiện tại có thêm Trần Bảy Roi, Vân Môn thành lập, Dương Bách Xuyên tính toán bổ sung thêm hắn. Làm Độc Cô Vô Tình mang theo công pháp tu chân cho Trần Bảy Roi, nạp hắn vào Vân Môn. Sau khi dặn dò mọi người, Dương Bách Xuyên chui vào mật thất ngầm. Kiều Phúc và chị em nhà họ Ngô xuất hiện. Chào mừng tiên sinh về nhà, ba người vẫn ẩn nấp ở trong biệt thự. Đứng lên đi, trong khoảng thời gian tôi không ở nhà, các cô đã vất vả rồi. Sau khi Ngô Mặc Hạ đưa ba của Lâm Hoa về nhà đã trở về từ nhà họ Lâm, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Mặc Thu vẫn ẩn thân đi theo bên cạnh em gái anh, bảo vệ con bé đi học. Nói chuyện vài câu, Dương Bách Xuyên hỏi Kiều Phúc về tình hình của chồn nhỏ Hương Hương và Hầu Đậu Đậu. Kiều Phúc dùng vẻ mặt chua xót nói, tiên sinh, từ sau khi ngài đi, hai con linh thú đó chưa từng trở về, cả ngày lêu lổng chơi đùa trong núi, đã đi vào sâu trong núi lê mấy hôm nay. Dương Bách Xuyên biết chồn nhỏ và Hầu Đậu Đậu không phải đèn cạn dầu, gật đầu nói, chỉ cần chúng nó không sao là được, được rồi, từ hôm nay trở đi cậu không cần quản chúng nó. Cậu chỉ cần bảo vệ tốt biệt thự là được, mấy hôm nữa đại hội võ cổ sẽ bắt đầu, tôi lo lắng sẽ có chuyện xảy ra. Tiên sinh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ biệt thự an toàn. Được rồi, lùi xuống hết đi, tôi muốn bế quan luyện đan, đừng để người khác quấy rầy tôi. Chấm chấm chấm. Sau một đêm, Dương Bách Xuyên đã luyện chế ra hai lò đan bồi nguyên, hai lò đan tôi thể, ở trong mật thất đưa cho Độc Cô Vô Tình mấy viên, để cô có thể khởi hành về quê cho bà nội và Trần Bảy Roi dùng, bảo vệ an toàn cho bà nội trong lúc đại hội võ cổ diễn ra. Số đan dược còn lại giao hết cho nữ chủ nhân Triệu Nam, để cô phân cho những người khác. Sau đó anh lại trở về mật thất, chuẩn bị bế quan tu luyện, hy vọng có thể đột phá để nghênh đón đại hội võ cổ. Đến lúc đó cho dù có cao thủ đến tìm rắc rối, anh cũng có cách đối phó. Đáng tiếc bế quan 3 ngày tu vi của anh không hề tăng trưởng, sau khi tỉnh lại từ trong nhập định, Dương Bách Xuyên dò hỏi ý kiến của sư phụ Vân Thiên Tà. Vân Thiên Tà mở miệng nói, đột phá bình cảnh yêu cầu phải có cơ duyên, nếu không đột phá được thì không nên miễn cưỡng, thuận theo tự nhiên là được. Cũng chỉ có cách này. Dương Bách Xuyên nói xong, đột nhiên nhớ đến cửa động của hầm mộ ngầm được chồn nhỏ Hương Hương đào lên, ánh mắt sáng rực, nói, sư phụ, bây giờ con có thể đi đến hầm mộ ngầm hay không? Không phải người nói chỉ cần tu vi của con đạt từ luyện khí kỳ tầng 6 trở nên là có thể đi xem hay sao? Có thể đi xuống nhìn xem. Suy nghĩ một lúc, Vân Thiên Tà trả lời. Ngôi mộ lớn trong mật thất nằm bên dưới lòng đất 30 mét, đường hầm chồn nhỏ đào lần trước rất nhỏ, chỉ có mình nó và Hầu Đậu Đậu có thể vào được. Dương Bách Xuyên nghĩ tự mình đào, thế nhưng tận 30 mét, anh không biết phải mất bao lâu mới đào xong được, ngẫm lại đi tìm chồn nhỏ đào thì tốt hơn. Lần trước, anh đã thấy được độ sắc bén từ cặp móng của chồn nhỏ sau khi nó tiến hóa. Chắc chắn chồn nhỏ sẽ không mất quá nhiều thời gian để đào được một đường hầm sâu 30 mét. Sau khi bước ra khỏi mật thất, Dương Bách Xuyên sai Kiều Phúc bảo anh ta đến Lê Sơn tìm chồn nhỏ. Kiều Phúc ngay lập tức biến thành luồng khói đen biến mất. Bây giờ chồn nhỏ đã là linh thú, chỉ cần Kiều Phúc gọi, chồn nhỏ nhất định sẽ quay trở lại biệt thự. Sau khi Kiều Phúc rời đi, Dương Bách Xuyên đã dặn dò Ngô Mặc Hạ tiếp tục canh giữ tại cửa mật thất, không được để bất cứ ai làm phiền anh. Nếu muốn đi thám hiểm lăng mộ dưới lòng đất, Dương Bách Xuyên không thể để cho người ta quấy rầy mình. Dù sao đó cũng là một nơi khó lường, đặc biệt là chủ mộ thất, nơi đây toát ra hơi thở âm sát ngột ngạt đến cả tu chân giả bình thường cũng không thể chịu nổi. Ba người Kiều Phúc sống trong ngôi mộ dưới lòng đất hơn 800 năm xem như một điều kỳ diệu, càng thần kỳ hơn nó còn góp phần xây dựng trụ cột cho ba người họ. Thế nên sau khi gặp được Dương Bách Xuyên, ba người lại có thêm công pháp tu luyện, bây giờ đang tu luyện Phong Đô Quyết, tiến triển cực nhanh. Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ đã ở tầng 2 của Phong Đô Quyết, cô nhóc Loli Ngô Mặc Thu có thiên phú tốt nhất đã đến tầng 3 rồi. Cho nên ngôi mộ lớn phía dưới biệt thự là một nơi huyền diệu, Dương Bách Xuyên bế quan 3 ngày mà không tiến vào được một tấc nào, anh đang nghĩ đến việc thử vận may của mình xem sao. Trước đây sư phụ đã từng nói, tu vi không tới luyện khí kỳ tầng 6 thì không được đi, tốt nhất là để tới trúc cơ kỳ mới đi. Hôm nay nhìn thấy đường hầm chồn nhỏ đào xuyên xuống mộ, Dương Bách Xuyên đột nhiên nổi hứng hỏi sư phụ Văn Thiên Tà liệu anh có thể xuống xem một chút được không?
Nếu sư phụ nói có thể đi xem một chút thì anh đi xuống tìm hiểu thực hư ra sao. Dù sao bên dưới biệt thự cất giấu một ngôi mộ cổ đầy quỷ dị, trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn không thể yên tâm nổi. Hiện tại đúng lúc có thể đi xem một chút, dù sao còn 5 ngày nữa đã đến đại hội võ cổ rồi. Nếu có thể tìm ra cách có thể cải thiện tu vi là tốt nhất, không thể thì xem như tháo gỡ quả bom giấu bên dưới biệt thự cũng được. Sau khi trở lại hầm rượu, Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ Vân Thiên Tà của mình, sư phụ à, rốt cuộc ngôi mộ lớn này là như thế nào? Vi sư cũng không biết, chẳng qua thần thức ta cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm, đi xuống dưới nhìn qua là biết. Vân Thiên Tà nói, được rồi, đợi chồn nhỏ trở về thì kêu nó đào đường hầm. Lần trước sau khi chồn nhỏ tiến hóa, sắc bén nhất chính là móng vuốt của nó. Nó cảm nhận được ngôi mộ dưới lòng đất, suýt chút nữa đã đào đến chủ mộ thất rồi. Dương Bách Xuyên nói, hai linh thú của con đều không phải hạng bình thường, phải nuôi dưỡng chúng thật tốt. Thằng nhóc con biết luyện đan mà, luyện một lò đan dược dành cho linh thú đi. Phải biết rằng ở tu chân giới, linh thú thường đáng tin hơn cả bạn bè. Hiện tại có thể nói do hai linh thú quá yếu. Con không thể nhìn thấy bất kỳ tiềm năng nào của chúng cả, nhưng một khi chúng lớn lên và tiến hóa, con sẽ cảm thấy có linh thú hạnh phúc đến chừng nào. Vì vậy đừng ngại dùng đan dược để nuôi nấng hai linh thú, dùng đan dược tốt nhất cho ta, sau này bọn chúng sẽ báo đáp lại không ít hơn những gì con trả giá đâu. Giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà rất nghiêm túc. Dương Bách Xuyên nói, được, con nhớ rồi, khi nào quay về con sẽ luyện đan dược cho chồn nhỏ và hầu đậu đậu. Cho chúng nó ăn đan được mỗi ngày đến bể bụng mới thôi. Mỗi lần trò chuyện với sư phụ, Dương Bách Xuyên luôn thẳng thắn, trong lòng rất thoải mái. Hừ, lần này thằng nhóc con không tệ, tìm được chứng địa long dị thú hồng hoang. Sau khi không gian của bình càn khôn được nâng cấp, vi sư cũng được hưởng một ít lợi, cuối cùng lực lượng thần hồn cũng khôi phục lại một chút. Tuy nhiên ta nói cho thằng nhóc thúi nhà con biết, mặc dù hiện tại vi sư đã tỉnh lại nhưng thần hồn vẫn còn rất suy yếu, con đừng làm phiền ta không muốn lại ngủ say nữa đâu. Còn nữa, chứng địa long lần trước có còn không, con có thể thu thập nhiều một chút. Năng lượng bên trong nó là thứ tốt, bình càn khôn có thể hấp thụ được nguồn năng lượng đó, đồng thời cũng có ích rất lớn với tu vi của con đấy. Vân Thiên Tà nói. Dương Bách Xuyên biết chứng địa long dị thú hồng hoang trong miệng sư phụ chính là hóa thạch mà Đoan Mộc Lôi đưa cho anh. Khi trở về anh đặc biệt hỏi ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên xem có hóa thạch nào giống vậy không. Nhớ lại lúc đó ông ngoại vẫy tay nói, đi thôi, ông đưa cháu vào kho xem. Sau khi bước vào, anh nhìn thấy hàng trăm hóa thạch, kết quả là Dương Bách Xuyên kiểm tra một hồi thì không có hóa thạch nào có thể khiến bình càn khôn biến hóa cả. Có nghĩa là, hóa thạch chứng địa long đó chỉ có một mà thôi. Ở nhà họ Đoan Mộc, ông ngoại con đã đưa con đến nhà kho để xem. Có hàng trăm hóa thạch, nhưng không có hóa thạch nào có thể khiến bình càn khôn biến hóa. Con cũng rất khó hiểu, rõ ràng nhìn qua đều là hóa thạch giống nhau, nhưng lại không thể gây ra động tĩnh gì, tại sao vậy ạ? Sư phụ, người có biết không? Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ Vân Thiên Tà. Sau khi trầm ngâm một lúc, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong tâm trí anh, Địa Long là họ hàng xa của dòng họ Thần Long, tuy nhiên chúng không phải là giống rồng thuần chủng. Địa Long là một loại mãnh thú thời tiền sử, cực kỳ mạnh mẽ, là một trong những bá chủ ở thời Hồng Hoang, trong huyết mạch có trộn lẫn máu rồng. Người ta đồn rằng Địa Long đẻ trứng, một vạn năm đẻ một quả, lại thêm một vạn năm mới nở. Trứng Địa Long chính là tinh hoa của đất trời, năng lượng bên trong vượt quá sức tưởng tượng, có điều cuối cùng không biết vì sao tộc Địa Long đều bị diệt sạch. Quả là một điều kỳ diệu khi hóa thạch Địa Long vẫn còn sót lại ở địa cầu. Việc nó đã bị mai một trong dòng sông lịch sử cũng không kỳ lạ, có thể bảo tồn đến ngày hôm nay không hề dễ dàng, ở thời Hồng Hoang cũng có bao nhiêu Địa Long đâu. Dù sao thì về sau con cũng nên chú ý hơn, những hóa thạch như trứng Địa Long còn quý hơn cả linh thạch, nếu con hấp thụ được một viên thì có thể đột phá đến trúc cơ kỳ cũng nên. À, lão già chết tiệt, có mỗi một viên đã bị bình càn khôn hấp thụ mất rồi, tim con đau quá. Dương Bách Xuyên nghe tin mình có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Trong lòng lập tức xao xuyến. Thôi đi, thằng nhóc con đừng được tiện nghi mà còn thích khoe mẽ, con có biết nước sinh mệnh xuất hiện trong lần bình càn khôn nâng cấp tương đương với việc tặng con 3 lá bùa cứu mạng không? Về sau chỉ cần thần hồn không bị hủy diệt, cơ thể có bị tổn thương nghiêm trọng đến mức nào, có nước sinh mệnh, con cũng sẽ không chết được.
Tuy nhiên, nước sinh mệnh trong bình càn khôn có một quy tắc mà con phải nắm vững, đừng đến lúc đó lại mắc sai lầm. Con cũng thấy đấy, trạng thái ban đầu của nước sinh mệnh là 3 giọt, sau khi dùng một giọt sẽ tự động bổ sung lại một giọt nhưng cần một khoảng thời gian nhất định chứ không phải bất cứ lúc nào cũng được. Theo quan sát của ta, sử dụng một giọt thì phải mất 3 ngày sau mới bổ sung lại được. Nghe sư phụ nói về quy luật của nước sinh mệnh, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng thấy yên tâm. Linh thức anh tiến vào trong bình càn khôn, quả nhiên nhìn thấy nước sinh mệnh trên tảng đá xanh đã biến thành 3 giọt, 2 giọt đã sử dụng đã được bổ sung lại. Lúc trước trở về từ Nam Quốc, anh vẫn không nhìn qua, càng không biết quy luật thời gian nước sinh mệnh bổ sung, hiện tại sư phụ đã quan sát được cần 3 ngày là có thể tái tạo lại. Trong lúc hai thầy trò đang trò chuyện, Kiều Phúc dẫn theo chồn nhỏ Hương Hương và Hầu Đậu Đậu quay lại. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên nhìn thấy trên thân thể Hầu Đậu Đậu có một vết thương rất sâu, giống như nó vừa bị một con quái thú nào đó cào bị thương vậy. Anh hỏi Kiều Phúc mới biết được hóa ra lúc đối phương tìm thấy Hầu Đậu Đậu và chồn nhỏ, bọn chúng đang chiến đấu với một đàn ưng núi, những vết thương trên cơ thể của Hầu Đậu Đậu là do ưng núi tạo ra. Nếu không phải Kiều Phúc sợ Dương Bách Xuyên đang lo lắng chờ đợi thì anh ta đã muốn trả thù cho Hầu Đậu Đậu rồi. Dương Bách Xuyên nhìn thương tích trên bụng Hầu Đậu Đậu, miệng vết thương rất sâu, có thể thấy cả ruột. Chồn nhỏ ở bên cạnh anh kêu chít chít khoa tay múa chân, mách nó và Hầu Đậu Đậu bị một đàn ưng núi bắt nạt. Dương Bách Xuyên bảo Kiều Phúc lui xuống, anh trừng mắt nhìn chồn nhỏ, đi, đào một đường thông xuống ngôi mộ dưới lòng đất cho tao, đào lớn một chút. Tao muốn đi xuống xem thử, ai biểu bọn mày suốt ngày không chịu ngồi yên, đáng đời bị đám ưng núi ức hiếp. Sau khi mắng chồn nhỏ một trận, nó lén lút nhìn Dương Bách Xuyên, không dám tức giận kêu chít chít nữa. Hiện tại nó rất có tính người, tất nhiên có thể nhìn ra và hiểu được câu mắng của Dương Bách Xuyên. Chẳng qua nghe thấy Dương Bách Xuyên sai mình đào đường hầm xuống ngôi mộ dưới lòng đất, mắt của chồn nhỏ sáng lên, ngay lập tức chạy đến cái cửa hang đã đào dở lần trước, tiếp tục công việc. Trong chốc lát, trên hai móng vuốt nhỏ mọc ra những chiếc móng vàng nhọn hoắt, trong phút chốc bụi đất tung bay khắp hầm rượu. Sau khi nhìn thấy kiệt tác của chồn nhỏ, Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Nhìn Hầu Đậu Đậu đang cuộn tròn trên mặt đất, anh thở dài, trong lòng vừa động, một giọt nước sinh mệnh hiện ra giữa không trung, nhỏ xuống vết thương trên bụng của Hầu Đậu Đậu. Trong chốc lát, nơi miệng vết thương của Hầu Đậu Đậu tỏa ra một vầng ánh sáng xanh. Nước sinh mệnh thần kỳ này còn có một tác dụng khác, nó đang được bày ra ở trước mặt Dương Bách Xuyên, hoặc có thể nói là xuất hiện trên người Hầu Đậu Đậu. Sau khi nước sinh mệnh nhỏ xuống miệng vết thương của Hầu Đậu Đậu, Dương Bách Xuyên dùng mắt thường cũng thấy được, vết thương đáng sợ ở bụng của Hầu Đậu Đậu được chữa trị một cách nhanh chóng, chưa đến 3 hơi thở đã không còn một vết sẹo nào. Theo như tác dụng chữa trị vết thương của nước sinh mệnh thì lúc này có lẽ là nên dừng lại. Thế nhưng ở trong mắt Dương Bách Xuyên lại không có dừng lại, màu bích lục sáng bóng hoàn toàn bao bọc Hầu Đậu Đậu tạo thành một cái kén, bao vây hoàn toàn lại. Đây là, Dương Bách Xuyên không tự chủ được lên tiếng, hiện tại trên người Hầu Đậu Đậu phát sinh biến hóa hoàn toàn giống hệt lần trước tiến hóa huyết mạch của con chồn Hương Hương. Đây là đang tiến hóa huyết mạch, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên. A hát sư phụ, không phải người nói nước sinh mệnh chỉ là thánh dược điều trị vết thương thôi sao? Bây giờ thoạt nhìn còn có tác dụng có thể giúp linh thú tiến hóa. Dương Bách Xuyên không nhịn được chất vấn Mai sư phụ. Thằng nhóc thối, khi vi sư còn ở tu chân giới cũng chỉ hiểu đại khái, hơn nữa còn chưa từng sử dụng qua, thì làm sao ta có thể biết hết tất cả các công dụng của nước sinh mệnh được. Hơn nữa, lần đó tu chân giả bán đấu giá nước sinh mệnh kia cũng chỉ có một giọt mà thôi, có thể biết bao nhiêu. Vi sư đoán chừng. Nước sinh mệnh có công hiệu cải thiện thiên phú thể chất và huyết mạch, hoặc là nói không chừng còn có nhiều hơn, những thứ này ngày sau con từ từ thử nghiệm là được rồi, dù sao cũng là chuyện tốt. Chỉ cần huyết mạch của Hầu Đậu Đậu tiến hóa thành linh thú thật sự, thì thiên phú thần thông của nó sẽ không kém gì Điêu Nhi. Điêu Nhi là hậu duệ huyết mạch của chồn thần phi thiên, am hiểu nhất là tìm bảo vật, có năng lực của Điêu Nhi, số mệnh của con sẽ vượt xa người thường. Mà Hầu Đậu Đậu là hậu duệ có huyết mạch của Hồng Hoang Dị Lục Nhĩ Miêu Hầu, khi nó đã hoàn toàn trưởng thành, sẽ là đồng bạn không thể thiếu trong chiến đấu của con, nhất là thần thông Miêu Hầu chính là thần thông trong truyền thuyết, chỉ là không biết vận khí của tên nhóc như con thế nào, có thể bồi dưỡng huyết mạch phản tổ của chúng nó tiến hóa hay không. Nghe sư phụ nói như vậy,
Dương Bách Xuyên thật sự rất động tâm, trong lòng nghĩ chờ khoảng thời gian này đi qua sẽ luyện chế một lò đan dược cho Hầu Đậu Đậu và Điêu Nhi thật tốt. Trước kia luyện chế đan linh thú vì đã qua một lần sử dụng sau này sẽ không có hiệu quả lớn với chúng nó. Mắt thấy Hầu Đậu Đậu hóa thành một cái kén xanh biếc, đây là bộ dáng muốn tiến hóa huyết mạch, Dương Bách Xuyên không quấy rầy nó, đi tới trước thành quả lao động của Điêu Nhi nhìn, ngay lập tức cũng bị năng suất công việc của Điêu Nhi làm cho kinh ngạc một hồi. Cũng chỉ có thời gian 4-5 phút, Điêu Nhi đã đào ra một cái miệng hố lớn 1 mét, nhìn xuống đã có độ sâu là 6-7 mét. Đương nhiên cũng không phải thẳng đứng xuống, mà là nghiêng hơn 20 độ xuống. Cửa động xuất hiện bùn đất tung bay, báo hiệu tốc độ đào động của Điêu Nhi cực nhanh. Đứng ở cửa động chờ đợi khoảng 20 mấy phút, trong hang động truyền đến tiếng chồn kêu chi chi, nó đã đào được một ngôi mộ lớn dưới lòng đất sâu 30 mét. Dương Bách Xuyên nhảy xuống, chậm rãi trượt xuống, mặc dù Điêu Nhi đào đường kính có 1 mét, nhưng người ở trong động vẫn có hơi hẹp. Nghĩ đến lúc đó để cho Điêu Nhi mở rộng thêm một chút thì mới có thể đi xuống thoải mái. Nghiêng hơn 20 độ cũng không tính là quá dốc, nhưng cũng không bằng phẳng, Dương Bách Xuyên trượt 5 phút sau, dưới chân thực sự đáp xuống đất. Sau khi đi xuống là một mảnh tối đen, bên tai truyền đến tiếng kêu chi 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 của Điêu Nhi, tuy rằng Dương Bách Xuyên có linh thức có thể quan sát hoàn cảnh của hang động, nhưng vẫn thích dùng mắt thường quan sát, lấy một viên dạ minh châu từ trong bình càn khôn ra chiếu sáng. Lần trước đào được 24 viên dạ minh châu từ tế đàn của chị em nhà họ Lục, vốn là muốn giao cho Triệu Nam đi bán đấu giá, nhưng sau đó lại nghĩ lại cũng không thiếu tiền, đột nhiên cảm thấy không muốn đấu giá, lúc này lại có ích ở trong mộ dưới lòng đất. Khi dạ minh châu to bằng nắm tay xuất hiện trong tay, ngay lập tức chiếu sáng được 3 mét xung quanh. Dương Bách Xuyên bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện nơi này là một không gian được bạch ngọc kiến tạo thành. Vách tường trước mặt anh là do Điêu Nhi đào ra với đường kính cửa động là 1 mét. Đặt một viên dạ minh châu ở cửa động, Dương Bách Xuyên lại lấy ra 6 viên khác đặt ở 4 phía không gian. Ngay lập tức, toàn bộ khung cảnh không gian hiện ra rõ ràng trong tầm mắt. Đây là một không gian rộng khoảng 90 mét vuông, cao khoảng 3 mét, dù trong nhà bất kể là vách tường hay sàn nhà đều là bạch ngọc được kiến tạo thành. Ở trên các vách tường xung quanh và trên sàn nhà đều có từng đường vân khắc họa, cũng không biết là phù văn gì, dù sao Dương Bách Xuyên cũng không biết. Trong sảnh chính, có một ít ngọc thú được điêu khắc bằng ngọc bích, có tiên hạc có khuyển thú. Ngoài ra bốn phía sảnh chính có một ít dương gỗ màu nâu, Dương Bách Xuyên đếm có 6 cái dương gỗ, đi qua nhìn lại phát hiện là dương gỗ do tử đàn mộc chế tạo, các dương gỗ đều cao nửa thước, dài nửa thước, bốn phương như nhau. Chỉ cần 6 cái dương gỗ tử đàn này, lấy ra cũng có thể đổi lấy một khoản tiền lớn. Nơi này khiến cho Dương Bách Xuyên cảm giác không giống như là một tòa mộ lớn, càng giống như một cái khố phòng cất giữ bảo vật. Nhà kho. Ở phía trước là một cánh cửa đá bạch ngọc, phảng phất có khí tức của sát khí phát ra, có lẽ chính là mộ thất chính. Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ nói, lão già nơi này có phải là đại mộ hay không, sao lại cảm giác không giống chứ? Là mộ thất, phi sư có thể cảm giác được âm khí tồn tại, chắc chắn có lẽ là phòng mộ chính ở phía sau đại môn. Giọng nói của Vân Thiên Tà sâu kín vang lên. Trong lúc nói chuyện Dương Bách Xuyên mang theo tò mò mở ra dương gỗ tử đàn đầu tiên, ngay lập tức một màn kim quang lóe lên tản mát ra. Cả dương thỏi vàng ròng hiện ra trước mặt Dương Bách Xuyên. Nếu đổi lại không có tu chân trước kia, Dương Bách Xuyên nhìn thấy cái dương vàng thỏi này chắc chắn sẽ ngất đi. Nhưng bây giờ, anh vẻn vẹn chỉ có kinh ngạc một chút. Lập tức mở cái dương gỗ thứ hai ra, bên trong quả thật là một dương châu báu trang sức, cái này ngược lại làm cho anh có hơi bất ngờ, có thể mang ra ngoài cho mấy người phụ nữ của mình nha, nhưng mà nghĩ lại vẫn là quên đi, nơi này là mộ thất, thứ này xui xui. Quà tặng cho mấy người phụ nữ, đến lúc đó anh tự tay làm là được, huyết phỉ thúy từ thị trường đổ thạch nhà ông ngoại cắt ra làm thành trang sức tặng người ta là thích hợp nhất. Mở cái dương gỗ thứ ba ra, bên trong có một ít đồ vật ngọc như ý điêu khắc tinh tế, xem phẩm giá chắc là vật của người có địa vị cao. Bên trong dương thứ tư chứa một ít tranh chữ, cũng đã có dấu hiệu thối rữa, cũng thật đáng tiếc. Bên trong hòm gỗ tử đàn thứ năm quả thật chứa đồ sứ, nhìn qua có lẽ là đồ vật thời nhà Đường. Liên tiếp năm dương gỗ mở ra, đối với Dương Bách Xuyên mà nói đều là một ít đồ vật và tiền mặt. Còn có một dương gỗ cuối cùng.
cũng nghĩ là thứ tương tự, sau đó mở ra, quả thật ngẩn người một chút, nhìn kỹ, cũng có chút ngoài ý muốn. Bên trong là một tấm da thú cuộn lại, dùng một sợi dây thừng vàng buộc lại. Dương Bách Xuyên cầm lấy mở ra xem, phía trên là văn tự phồn thể của thời đại nhà Đường. Quan sát mấy phút sau, khép cuộn da thú lại, đặt lại dương, vung tay lên đưa 6 cái dương đều thắt chặt vào trong không gian của bình càn khôn. Cơ bản mà nói văn tự ghi lại trên da thú, nơi này thật sự là một ngôi mộ lớn, mà thân phận chủ nhân của ngôi mộ cũng không phải người bình thường. Chính là tu chân giả, chuẩn xác mà nói chính là tu sĩ quỷ đạo, là người của quỷ cốc môn, gọi là Lý Lương Sơn. Lý Lương Sơn được sư huynh chôn ở đây, căn cứ vào ghi chép trên da thú, Lý Lương Sơn chết vì tình, sau đó đạo lữ của hắn chết cũng là vì tình, được sư huynh hợp táng ở nơi này. Nơi này là một nơi địa mạch, âm sát địa mạch nguồn suối, xây dựng mộ thất ở nơi này, có thể cam đoan thi thể không thối rữa, cho nên mới chọn ở nơi này. Về phần châu báu bên ngoài chính là một ít đồ chôn cất truyền thống, không có gì chú ý. Càng nhiều thứ tốt, đều ở trong quan tài của Lý Lương Sơn và đạo lữ. Lý Lương Sơn là tu sĩ quỷ đạo, có thể có truyền thừa gì, mặt trên không có ghi chép, chỉ có khái quát qua. Nhưng tâm tư Dương Bách Xuyên lại hoạt động, lúc này muốn đi về phía mộ thất chính. Nhưng ngay khi tới gần, sư phụ Vân Thiên Tà lớn tiếng nói, tên nhóc thúi đừng làm liều, trên cửa mộ thất có trận pháp quỷ đạo bảo vệ không đơn giản. Dương Bách Xuyên nghe xong vội vàng dừng lại nói, lão già, trận pháp này ngay cả người cũng sợ hãi sao? Vớ vẩn, sao vi sư có thể sợ một quỷ đạo trận pháp nhỏ nhoi này, vi sư chính là thập nhị kiếp đỉnh tán tiên. Chỉ là một quỷ đạo trận pháp có thể làm gì được vi sư? Còn không phải là sợ tên nhóc nhà con chịu thiệt sao, chờ xem ta phá giải như thế nào, một trận pháp như vậy trở tay là có thể phá vỡ. Vân Thiên Tà giống như bị dẫm lên đuôi giận dữ. Khụ khụ, ngài cứ từ từ mà nghiên cứu, con chỉ thuận miệng nói mà thôi. Nếu vi sư có tiên thể tồn tại, một trận pháp nhỏ bé này chỉ cần thổi một hơi mà thôi, chỉ dựa vào tên nhóc nhà con phá trận pháp này có thể lấy mạng con biết không? Được được, ngài cứ nói làm sao phá được chứ. Vậy cái gì, còn không phải là ta đang nghiên cứu sao? Giọng nói của Vân Thiên Tà ít nhiều có hơi ngượng ngùng, nhưng mà cũng không trách được ông, bản thân quỷ đạo nhất mạch ở tu chân giới cũng rất thần bí, xuất hiện truyền thừa thưa thớt, đương nhiên là ông không dám khinh thường. Một lát sau, Vân Thiên Tà nói, có rồi, để cho chồn nhỏ của con phá trận, có thể đảm bảo an toàn cho tên nhóc nhà con. Lão già, người cũng đừng lừa gạt con, để Điêu Nhi đi mạo hiểm con không làm. Dương Bách Xuyên lắc đầu. Thằng nhóc thối chỉ biết phá của, sau khi thiên phú huyết mạch tiến hóa, đôi móng vuốt kia, con cho rằng chỉ đi đào hang thôi sao? Vân Thiên Tà nguyền rủa. Lần trước Điêu Nhi tiến hóa huyết mạch, ở trong mắt Dương Bách Xuyên thật sự là chỉ có thêm một đôi móng vuốt sắc bén một chút, những thứ khác thật sự không phát hiện ra có chỗ gì đặc biệt. Hiện tại nghe ý tứ của sư phụ, dường như ngoài móng vuốt lợi hại của Điêu Nhi thì còn có tác dụng khác. Trong lòng vừa động hỏi, lão già đừng nói là, Điêu Nhi có thể phá trận. Ha ha, con thật sự là nói đúng rồi, viễn cổ thần thú chồn thần phi thiên am hiểu chính là tìm bảo vật gì? Đương nhiên là bảo vật trong thiên địa mà tu sĩ có thể dùng. Hầu như tất cả thiên tài địa bảo đều có thủ hộ, có nơi là linh thú thủ hộ, có nơi là các loại trận pháp thủ hộ. Trận pháp do con người tạo ra, đương nhiên là các loại trận pháp khác nhau. Chồn thần phi thiên muốn tìm bảo vật, đương nhiên là có năng lực phá vỡ những chướng ngại này, nếu không sao có thể gọi là tìm bảo vật, bản thân Điêu Nhi của con lại có huyết mạch chồn thần phi thiên, đương nhiên là sẽ xuất hiện một ít sở trường sau khi thức tỉnh tiến hóa huyết mạch, một đôi móng vuốt sắc bén của nó có thể phá trận nhưng cũng có chỗ kỳ lạ, chờ xem đi, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Tiếp theo Dương Bách Xuyên dựa theo lời sư phụ nói, tìm ra điểm yếu của trận pháp để cho Điêu Nhi đi phá trận. Hương Hương đi vào phá trận từ nơi này. Chi chi. Điêu Nhi nhận được lệnh của Dương Bách Xuyên, phát ra tiếng hoan hô chi chi, dường như để cho nó đi phá trận rất vui vẻ, hoặc là nói nó so với Dương Bách Xuyên còn có khát vọng tiến vào mộ thất chính. Khi Điêu Nhi Hương Hương đi qua chỗ Dương Bách Xuyên chỉ ra, đi tới góc trái cửa mộ thất. Ngay lập tức Dương Bách Xuyên thấy được, Điêu Nhi vươn một đôi móng vuốt màu vàng kim ra, đột nhiên vẽ một cái về phía không khí.
liền nhìn thấy toàn bộ sát khí màu đen trước cửa mộ thất 3 mét bốc lên xuất hiện, trong tai truyền đến một trận âm thanh quỷ khóc, trong từng trận sát khí màu đen lao ra một đám sinh vật mặt mũi dữ tợn, dường như người không phải người, thú cũng không phải thú, thật là kinh khủng. Lúc này Dương Bách Xuyên đều bị dọa đến mức vận chuyển chân khí trong tay muốn chuẩn bị ứng đối, sợ Điêu Nhi chịu thiệt. Nhưng mà lại bị sư phụ cười nhạo nói, tên nhóc thúi không có tiền đồ, đây là ảo giác trong trận pháp, là tưởng tượng mà thôi, hoảng cái gì, tiếp tục nhìn là được. Nghe được sự bình tĩnh trong lời nói sư phụ, Dương Bách Xuyên sửng sốt, tản chân khí trong tay đi, tiếp tục nhìn xuống. Quả nhiên, Điêu Nhi ở trong sát khí màu đen dày đằng đặc không hề bị ảnh hưởng chút nào, những sinh linh nhào về phía nó, trực tiếp bị Điêu Nhi dùng móng vuốt sắc bén xé vài cái biến mất. Sau đó móng vuốt của Điêu Nhi vạch xuống lần thứ hai về phía không khí, chỉ nghe thấy ầm ầm nặng nề mà nghĩ. Sát khí màu đen trước mắt biến mất ngay lập tức. Chi chi. Lúc này Điêu Nhi giống như là công thần quay đầu lại kêu về phía Dương Bách Xuyên, giống như đang nói nhìn xem nó đã phá vỡ trận pháp. Được rồi, trận pháp vừa phá, có thể tiến lên đẩy cửa, hậu duệ của Chồn Thần Phi Thiên, quả nhiên là không giống bình thường, Chồn Thần Phi Thiên chân chính trong truyền thuyết, bất luận trận pháp nào cũng đều có thể phá vỡ, thậm chí có thể nghiền nát không gian, hiện tại từ hậu duệ này của con đều có thể nhìn ra, lời đồn đãi không sai. Hôm nay tuy rằng con chồn này phá vỡ trận pháp là trận pháp quỷ đạo, nhưng cũng đủ cho thấy sự khác biệt của Điêu Nhi, sau này hai tên linh thú này con chắc chắn phải chăm sóc thật tốt, chúng nó nhất định sẽ là trợ thủ của con. Dương Bách Xuyên ha ha, lấy hai quả hồng hương từ trong không gian bình càn khôn ra rất thành thạo thưởng cho Điêu Nhi, Điêu Nhi vui vẻ đến mức chi chi gào thét. Hiện tại quả hồng hương đã không còn loại quả hồng thơm lúc trước chiếm được từ hang động mãng xà của thôn Dược Vương, sau đó được Dương Bách Xuyên rời vào không gian bình càn khôn. Trải qua lực lượng sinh cơ mạnh mẽ trong bình càn khôn phát sinh biến dị, có tiềm lực thành linh quả, đối với Điêu Nhi mà nói vô cùng có lực hấp dẫn. Sau khi nuốt vào, quấn lấy Dương Bách Xuyên chảy nước miếng còn muốn. Được rồi, làm chính sự trước, chờ quay về lại cho ngươi ăn đủ. Chi chi. Điêu Nhi liên tục gật đầu, giống như đang nói với Dương Bách Xuyên chuyện tính toán. Đi lên phía trước. Hai tay Dương Bách Xuyên đặt ở trên cửa đá bạch ngọc, đột nhiên đẩy một cái, cửa đá bạch ngọc phát ra tiếng ầm ầm, chậm rãi mở ra. Khe cửa mở ra trong nháy mắt, sắc mặt Dương Bách Xuyên biến đổi, trong tai cũng truyền đến sư phụ Vân Thiên Tà kinh hô, mau lùi lại. Giống. Một tiếng thét dài từ trong khe cửa truyền ra, nhưng lại không có phản ứng chút nào mà lồng ngực của Dương Bách Xuyên giống như bị cái búa đánh cho một kích. Phốc. Vừa phun một ngụm máu. Thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài, bay ra ngoài hơn 10 mét. Dầm một tiếng rơi xuống đất, ngũ tạng của Dương Bách Xuyên đều lệch vị trí, toàn thân mỗi một tấc đều cảm giác đau đớn không gì sánh được. À lão già đây là cái quỷ gì vậy, muốn mạng người sao? Trong lúc nói chuyện Dương Bách Xuyên nằm sấp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đại môn là một mảng sát khí màu đen hình người vần quanh. Lấy lại tinh thần nói tiếp, tiểu tử con có phiền toái rồi. Vi sư không nhìn lầm, đây chính là thần hồn tu sĩ quỷ đạo. Trạng thái thần hồn tu sĩ ma hóa. Nói cách khác xuất hiện trước mắt ngươi chính là một ma hóa thần hồn, hơn nữa khí tức này là một trúc cơ hậu kỳ, thứ này sau khi ma hóa sẽ không có tư duy lý trí. Là quái vật dùng mật chú tự mình nguyền rủa ma hóa cho mình, có lẽ là thủ hộ trong mộ thất, hiện tại dùng chiêu trò trêu chọc đến tiêu diệt, nếu không còn phải ngồi chờ chết. Sư phụ Vân Thiên Tà lời nói truyền vào trong tai Dương Bách Xuyên, để cho Dương Bách Xuyên tự mình giải quyết. Anh chua xót nói, lão già, con chết người cũng sống không được, nhanh chóng nghĩ biện pháp, quái vật ma hóa trúc cơ kỳ con cũng không có chiêu. Giống. Đúng lúc này, trên đại môn xuất hiện vô số quái vật ma hóa, phát ra một tiếng gầm gừ, ngay sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Dương Bách Xuyên, hóa thành một con quái vật đầu thú hình người, cao ước chừng 3 mét. Hai mắt đỏ như chuông đồng, đột nhiên nhào tới. Lúc này, Điêu Nhi ở một bên khiến cho Dương Bách Xuyên không nghĩ tới chính là, cũng đồng thời phát ra một tiếng thét chói tai đâm thủng màng nhĩ, đứng một cái chắn ở trước người Dương Bách Xuyên, linh thú hộ chủ. Chi? Sau một tiếng thét chói tai của Điêu Nhi, thân thể nhỏ bé như mèo con, trong nháy mắt lông màu vàng tinh khiết dựng đứng lên, thân thể giống như là quả bóng cao su, bành trướng lên.
trong nháy mắt Điêu Nhi biến thành lớn như thổ cẩu bình thường. Giờ phút này Điêu Nhi ở trong mắt Dương Bách Xuyên rất gió nhẹ, móng tay màu vàng trên tứ chi dài thêm 5-6 tấc, nhìn qua vô cùng sắc bén. Trong phút chốc biến thân, đối mặt với quái vật hình người ma hóa, đột nhiên nhảy lên xông lên. Giống. Chi chi. Điêu Nhi và quái vật ma hóa chém giết cùng một chỗ, phát ra tiếng gào thét. Lúc này sư phụ Vân Thiên cảm thán nói, không nghĩ tới Điêu Nhi vừa mới chỉ tiến hóa một lần mà đã máu tanh như thế, so với tên nhóc nhà con mạnh hơn nhiều, nhưng đáng tiếc tóm lại cũng không phải là đối thủ của quái vật ma hóa. A hát lão già chết người có ý gì, tại sao con còn không bằng một con súc sinh? Vi sư nói thật mà thôi. Người, Dương Bách Xuyên tức giận. Đúng lúc này, giống như sư phụ nói, Điêu Nhi quả nhiên không phải là đối thủ của quái vật ma hóa. Chi chi. Chỉ thấy Điêu Nhi đột nhiên bị quái vật ma hóa đánh bay đụng vào vách tường đại sảnh, sau khi kêu thảm một tiếng, thân thể biến trở về bộ dáng ban đầu. Mẹ nó anh bạn cũng không tin một giới ma hóa mà thôi, còn có thể lật trời không được. Chính là Điêu Nhi chính xác một chút thời gian này, Dương Bách Xuyên đứng dậy thở hổn hển. Nhìn quái vật ma hóa sau khi đánh bay Điêu Nhi lại nhào tới một lần nữa, lúc này hừ lạnh một tiếng, chân khí trong tay vận chuyển, giống to chân khí biến hóa chấn thiên trường. Trong nháy mắt chân khí xung quanh 6 mét thật lớn hình thành bàn tay, hung hăng đánh về phía quái vật ma hóa. Oanh! Một chưởng đánh vào trên người quái vật ma hóa, phát ra một tiếng ầm ầm nặng nề. Giống! Lúc này quái vật ma hóa truyền đến một tiếng đau đớn. Thân thể bị Dương Bách Xuyên một đòn chấn thiên trưởng đánh trở về trước cửa Bạch Ngọc Thạch. Nhưng mà điều khiến cho Dương Bách Xuyên khiếp sợ là, một trưởng này có thể đánh chết 4 gã võ cổ giả ám kình tầng 9, dường như lại không có tác dụng gì đối với quái vật ma hóa. Cũng chỉ có thể khiến cho quái vật ma hóa, lùi lại mấy mét mà thôi. Giống giống giống. Lúc này một đòn chấn thiên trưởng không tạo thành thương tổn gì đối với quái vật ma hóa. Ngược lại còn chọc giận nó, phát ra từng trận giống giận. Một trận giống giận qua đi, ở trong hai mắt Dương Bách Xuyên mở to, quái vật ma hóa, vậy mà trống giống rời khỏi mặt đất mà lên, đây là muốn bay lên. Mẹ nó! Dương Bách Xuyên bị dọa một cái, nói ra câu thô tục, vội vàng vận chuyển chân khí, hét lớn, khai thiên trường. Chân khí hóa hình trường tổng cộng 3 trường, trước mắt có thể tùy từng lúc thi triển chấn thiên trường. Trường thứ hai là khai thiên trường, đối với Dương Bách Xuyên mà nói thi triển là rất khó khăn, chân khí cần phải vô cùng khổng lồ, anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra. Hơn nữa anh biết một khi thi triển ra khai thiên trường, còn không thể bắt được quái vật ma hóa mà chân khí của anh còn hao hết, đến lúc đó mới là nguy hiểm thật sự. Nhưng mà lúc này đã không để ý đến vấn đề chân khí hao hết không tiêu hao, trước tiên qua tên trước mắt rồi nói sau. Ba chữ khai thiên trưởng rơi ra, Dương Bách Xuyên liền cảm thấy chân khí toàn thân trong nháy mắt bị rút khô, cả người đều cảm thấy từng trận thoát hư, choáng váng. Nhưng mà cuối cùng cũng thi triển ra, vẫn là bàn tay khổng lồ 6 mét, nhưng giống như một thanh, chém về phía quái vật ma hóa. Trong lòng lẩm bẩm, lão già chết tiệt nếu người không ra tay, con sẽ ngủm củ tỏi mất. Lão già nói quái vật ma hóa có khí tức của một trúc cơ hậu kỳ, điều này khiến cho Dương Bách Xuyên không có bất kỳ niềm tin nào hết. Dùng khí lực cho con bú thi triển khai thiên trường, có thể đối phó được quái vật ma hóa được hay không cũng không biết. Cho nên trong lòng vội vàng gọi sư phụ. Thật ra anh biết, sư phụ không có khả năng mặc kệ. Khai thiên trường cần phải có chân khí gấp bội so với trường khí đầu tiên chấn thiên trường thật sự, thoáng cái đã hút khô chân khí trong cơ thể Dương Bách Xuyên. Lúc triển khai thiên trường uy lực cũng phải mạnh hơn chấn thiên trường. Khi khai thiên trưởng hình thành trong nháy mắt, dường như quái vật ma hóa cũng cảm giác được uy lực mạnh mẽ do đó phát ra một tiếng giống giận. Dưới ánh mắt chăm chú của Dương Bách Xuyên, quái vật ma hóa cũng không phải là đèn tiết kiệm nhiên liệu, trong tiếng giống giận sát khí màu đen bao vây toàn bộ cơ thể, hai tay giống như móng vuốt dã thú duỗi ra, dĩ nhiên là song quyền ngang nhiên xuất kích, mạnh mẽ chống lại khai thiên trưởng của Dương Bách Xuyên, dường như là muốn làm nát cự trưởng song quyền. Ầm ầm. Quyền trưởng đánh nhau toàn bộ đại sảnh dưới lòng đất đều chấn động. Giống. Trong màn sát khí màu đen có hơi không thấy rõ hoàn cảnh trong sân, nhưng có thể nghe được một tiếng kêu thảm thiết rõ ràng. Dương Bách Xuyên nghe rõ ràng,
là quái vật ma hóa đang kêu thảm thiết. Ngay lập tức trong lòng vui vẻ, dùng linh thức nhìn, Dương Bách Xuyên vui vẻ, phát hiện một cánh tay ma hóa quái vật bị một trưởng của mình chém đứt. Khai thiên trưởng cũng không phải đùa, tuy rằng một trưởng này không có giết chết quái vật ma hóa, nhưng có thể đứt một tay hắn, coi như là không uổng phí chân khí bị hao tổn. Về phần có thể một trưởng đánh chết quái vật ma hóa, Dương Bách Xuyên không để ý, cũng không có cầu xa vời, anh biết quái vật ma hóa có thực lực là trúc cơ kỳ, cũng không phải loại dễ dàng giết chết như vậy. Luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ, chênh lệch không chỉ là một đại cảnh giới, mấu chốt là trúc cơ kỳ có thể thi triển một ít pháp thuật, đây mới là chỗ kinh khủng. Bây giờ anh chỉ có thể thi triển ra chân khí hóa hình trưởng, đã thực sự là không tầm thường rồi. Vội vàng lấy hai viên đan tiểu bồi nguyên từ không gian bình càn khôn ra để bổ sung chân khí, bên còn lại thì dùng linh thức nhìn chằm chằm động tĩnh quái vật ma hóa. Anh biết chỉ đứt một cánh tay sẽ không tạo ra bao nhiêu thương tổn đối với hắn ta. Dân gian xưa nay có câu người cao một thước ma cao một trượng, sau khi Dương Bách Xuyên cắt đi một tay của quái vật ma hóa một tay, quả nhiên nó nổi bão. Đúng là ma cao một trượng. Dương Bách Xuyên nhìn thấy, quái vật ma hóa. Giống giận ngắt cánh tay được sát khí đang vần quanh, vậy mà lại mọc ra một lần nữa, hơn nữa trong hai mắt còn đỏ như máu, ánh sáng màu đỏ như một tác phẩm lớn. Sau một giây nó nằm sấp trên mặt đất, sát khí màu đen bốc lên, hóa thân thành một con quái thú từ đầu đến cuối. Tứ chi trống trên mặt đất hóa thành lân giáp trải rộng ba móng vuốt trên ngón tay, còn đầu thì có lẽ hóa thành đầu sói hoặc chó, quái dị chính là trên đầu có xúc tu dài hơn một mét. Miệng to mở ra như chậu máu, giống về phía Dương Bách Xuyên. Khí thế toàn thân cũng lớn hơn gấp đôi, khiến cho lông tơ của Dương Bách Xuyên đều dựng đứng. Lão già chết tiệt phải làm sao bây giờ? Con ứng không được, trưởng thứ ba con không thi triển ra. Dương Bách Xuyên kêu to ở đáy lòng. Thằng nhóc thối hoảng cái gì? Hãy nhớ rằng trong chiến đấu hoảng loạn không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào, càng gặp phải kẻ thù mạnh thì càng phải bình tĩnh. Tìm kiếm phân tích nhược điểm của đối phương. Mà tên quái vật ma hóa này, chính là do thần hồn tu sĩ quỷ đạo biến thành, hiện tại biến thân có lẽ là quỷ đạo luân hồi giới sinh vật, nhìn đáng sợ như này nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Bản chất tu sĩ quỷ đạo và sinh linh thuộc về loại hấp thụ linh khí âm hàn thiên địa, con có thể dùng chân hỏa đối phó, ta nhớ rõ con còn lừa được linh phù từ trong tay hai chị em nhà họ Lục nha, lúc này không dùng thì còn muốn đợi đến khi nào. Nghe sư phụ Vân Thiên Tà nói, Dương Bách Xuyên sửng sốt, anh vốn là một người nóng nảy, không nhịn được muốn mắng ông, cuối cùng vẫn cho rằng anh lừa gạt nên mới lấy được từ hai chị em nhà họ Lục, không đúng, không thể nói là lừa gạt, vậy thì tịch thu, sau khi tịch thu linh phù, mắt của Dương Bách Xuyên vẫn sáng ngời. Trong lòng vừa động vừa vội vàng lấy hộp đá ở trong không gian bình càn khôn ra, sau khi mở hết ra, hai tấm linh phù vẫn ở trong đó như trước. Lần trước sau khi anh vứt hết đồ vào trong không bình càn khôn đều quên mất có linh phù này. Hai viên linh thạch trung phẩm đã sử dụng hết vào thời điểm trùng kích bình cảnh luyện khí kỳ tầng 5, hiện tại còn lại hai tấm gia thú luyện chế linh phù. Nhớ rõ Lục Vũ Thư đã nói qua, chỉ là phù chú cấp thấp, phù chú màu vàng là thần hành phù, sau khi sử dụng có thể gia trì tốc độ gấp 3 lần, lúc sử dụng thì dán lên người, dùng chân khí kích hoạt là được, nhưng mà chỉ có thể sử dụng một lần. Màu đỏ là phòng ngự phù, phương pháp sử dụng cũng giống nhau đều là một lần, có thể ngăn cản một lần tấn công của tu chân giả kim đan kỳ, mà quái vật ma hóa chỉ là một chút cơ kỳ, ngăn trở 3 năm lần có lẽ là không thành vấn đề. Nhìn hai loại phù chú, Dương Bách Xuyên cười ha ha, thầm nghĩ, lão già nói rất đúng, càng gặp phải kẻ địch mạnh mẽ thì càng phải bình tĩnh, con cũng quên mất sự tồn tại của hai tấm phù chú này. Lần này thì tốt rồi. Thần hành phù dùng để gia trì tốc độ, phòng ngự phù có thể ngăn cản đòn tấn công của một kim đan kỳ, nếu sử dụng tất cả, cũng không tin rằng sẽ không giết chết được quái vật ma hóa. Gầm gừ. Đúng lúc này quái vật hóa thành hình thú nhào tới, thẳng đến đầu Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau kích hoạt thần hành phù và phòng ngự phù nhập vào chân khí, dán lên người. Lúc này trong cơ thể hắn có hai viên đan tiểu bồi nguyên đã luyện hóa, tích lũy được một phần chân khí, có thể miễn cưỡng ứng phó. Sau khi thần hành phù và phòng ngự phù kích hoạt, trong nháy mắt Dương Bách Xuyên cảm nhận được linh lực mạnh mẽ được truyền đến từ hai tấm phù chú kia.
hai tấm phù chú này đều là do Lục Vũ Thư khi tu vi ở Kim Đan kỳ đỉnh phong luyện chế, không có hao tổn sức lực nhiều lắm. Phù chú được cường giả Kim Đan kỳ luyện chế, đương nhiên linh lực sẽ không yếu. Dương Bách Xuyên cảm giác được năng lượng mạnh mẽ rõ ràng trong phù chú. Trong nháy mắt anh có tự tin bạo liệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.